Đọc yêu mến. Vẽ gì cũng là tự họa, là cuốn sách mỹ thuật của họa sĩ Trịnh Lữ, cuốn sách khởi đầu tủ sách mỹ thuật Việt Nam của Omega Plus. Đây không chỉ là tập hợp các tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ trong suốt hơn 60 năm đi vẽ, cuốn sách còn chứa đựng những tâm tình nhẹ nhàng, sâu lắng về nghệ thuật, những câu chuyện về nhân tình thế thái cùng những tháng ngày say mê vẽ của ông. Nhân triển lãm tranh, vẽ gì cũng là tự họa của họa sĩ Trịnh Lữ đang diễn ra, Omega Plus phối hợp cùng The Mill Art, The Book Lab tổ chức buổi trò chuyện thân mật với chủ đề Vẽ gì cũng là tự họa. Và đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trần Hoài Phương, giám đốc Omega Plus sẽ có đôi lời chia sẻ cùng tất cả chúng ta. Kính thưa các vị khách mời, kính chào các quý độc giả của Omega Plus đang theo dõi buổi thảo luận trên fanpage của Omega Plus, The Muse Gallery và The Book Lab. Lúc này đây thì tôi đang cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì ở trong một không gian quá đẹp. Và trước mặt tôi thì là các vị khách mời, là những người họa sĩ, những người nghệ sĩ mà tôi rất là kính trọng và yêu mến. Trước hết thì tôi xin có đôi lời xin được cảm ơn chân thành đến các vị khách mời và các quý độc giả của Omega đã dành những thời gian rất là quý báu vào những ngày cuối năm bận rộn để có thể là tham dự buổi thảo luận hôm nay, buổi thảo luận về cuốn sách Vẽ gì cũng là tự họa do Omega phối hợp với The Book Lab và The Muse Gallery tổ chức. Trước hết tôi cũng xin có đôi lời về tủ sách nghệ thuật của Omega mà như mọi người cũng nhìn thấy ở đây. Đây là tủ sách nghệ thuật và cuốn sách đầu tiên trong bảng sách mỹ thuật Việt Nam, cuốn sách của họa sĩ Trịnh Lữ. Vậy thì cách đây khoảng 3 năm, vào năm 2018, thì chúng tôi có một cột mốc đầu tiên, đấy là cuốn sách tiểu sử Leonardo da Vinci. Cột mốc tiếp theo là vào tháng 10 năm 2020, khi chúng tôi xuất bản cuốn sách câu chuyện nghệ thuật của họa sĩ của sử gia Gombrich, và năm tháng 5 vừa rồi, năm 2021, chúng tôi xuất bản cuốn sách tiểu sử Van Gogh. Vậy thì điểm xuyên suốt của các cột mốc này chính là một cái cách tiếp cận nghệ thuật, một lối đi vào nghệ thuật rất gần gũi, rất giản dị và rất con người. Đó chính là cái mục đích của Omega Plus khi xây dựng tủ sách nghệ thuật, và chúng tôi muốn mang tới cho bạn đọc một cái nền tảng tri thức có tính hệ thống về nghệ thuật, và song song là một muốn mang nghệ thuật tới cho mọi người theo một cách cá nhân, theo một cách gần gũi nhất. Và khi bắt đầu tủ sách mỹ thuật Việt Nam thì chúng tôi rất là may mắn tìm thấy được ở cuốn Vẽ gì cũng là tự họa một cái tinh thần như vậy. Tôi cũng xin kể thêm một chút vì sao cái cơ duyên làm việc với họa sĩ Trịnh Lữ. Đấy là vào năm 2020, vào tầm tháng 10 2020, khi chúng tôi xuất bản cuốn sách Câu chuyện nghệ thuật của sử gia Gombrich, thì chúng tôi gặp họa sĩ Trịnh Lữ, là người có rất là đồng thuận với cái cách nhìn, cách nghĩ về nghệ thuật của sử gia Gombrich. Và từ bấy đến nay thì chúng tôi cũng trân trọng mời ông vào ban cố vấn của tủ sách nghệ thuật của Omega, và cũng đã gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi rất là nhiều những cái góc nhìn của họa sĩ, đã góp phần giúp chúng tôi định hình được một cái tầm nhìn về việc xuất bản tủ sách mỹ thuật Việt Nam. Vậy thì tầm tháng 10 năm 2021 vừa qua, với sự giới thiệu của anh Phạm Sĩ Thành, chúng tôi đã nhận được bản thảo cuốn Vẽ gì cũng là tự họa của họa sĩ Trịnh Lữ. Và cuốn sách tuy là tác giả cho rằng là một vừng tập và gọi giản dị rằng đấy chỉ là những tập hợp của những tác phẩm trong 60 năm qua với dăm câu ba điều, là tôi đang dẫn nguyên lời của họa sĩ. Tuy nhiên từ góc nhìn là những người làm xuất bản thì chúng tôi nhìn ở đây không chỉ là những câu chuyện riêng mà là còn là một cái rộng hơn. Đó là một cách tiếp cận, một cách đến với nghệ thuật đó là điều, là tinh thần mà chúng tôi mong muốn mang tới cho tủ sách nghệ thuật.
với những câu chuyện mà tác giả gọi là câu chuyện riêng, nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy ở đấy là những chiêm nghiệm, những suy nghĩ, những quan niệm đã chất lọc suốt hơn 60 năm sáng tác của họa sĩ. Và những quan niệm, những chiêm nghiệm đấy chắc chắn sẽ khuấy động những suy nghĩ, những suy tư ở bản đọc. Và đó là điều chúng tôi mong muốn mang tới khi xuất bản cuốn sách Vẽ gì cũng là từ hòa của họa sĩ Trình Lữ. Vậy thì hôm nay chúng tôi nhân dịp ra mắt cuốn sách, chúng tôi tổ chức một buổi thảo luận và mời đến các vị khách mời là những người đang sáng tác, những người họa sĩ, nhà điêu khắc và cả người giám khảo, để từ góc nhìn của họ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn các quan niệm và các câu chuyện về cách nhìn về nghệ thuật. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn sâu sắc đến họa sĩ Trình Lữ đã gửi gắm đứa con tinh thần cho Omega Plus. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời, đến họa sĩ Thành Trương, nhà điêu khắc Đào Châu Hải, đến họa sĩ Phạm Bình Trương và đến nhà giám tuyển Vân Vi. Họ đã nhận lời mời đến buổi thảo luận hôm nay và tôi tin rằng với cái kinh nghiệm, với góc nhìn và nhãn quan của từng người sẽ tạo ra một bầu không khí đối thoại rất là cởi mở và quan trọng nhất là khơi gợi trong mỗi chúng ta cách nghĩ và cách hiểu về nghệ thuật của riêng mình. Và đấy sẽ là điều mà thành công nhất của một cuốn sách khi mang tới cho người đọc. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn chị Hoài Phương rất nhiều. Và tôi hy vọng là sau những chia sẻ của chị Hoài Phương thì quý anh chị và các bạn cũng sẽ có thêm những cái kiến thức thực sự hữu ích về tủ sách nghệ thuật của Omega nói chung và cuốn sách Vẽ gì cũng là tự họa của họa sĩ Trịnh Lữ nói riêng. Và đồng hành cùng Omega Plus trong chuỗi sự kiện Vẽ gì cũng là tự họa, không thể không nhắc đến The Mill Art Space. Tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Vân Vi, giám tuyển và cũng là người sáng lập của The Mill Art Space, cùng sẽ giao lưu với chúng ta một chút trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Và xin mời chị bước lên sân khấu ạ. Dạ. Dạ, em chào chị Vi ạ. Chào em. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Chị Vi thân mến ạ, thì tôi được biết là cái triển lãm Vẽ gì cũng là tự họa thì đã bắt đầu khai mạc từ ngày 4 tháng 1. Vậy thì ngay bây giờ thì chị Vi có thể chia sẻ đôi chút về thứ nhất là nguồn cơn để có thể diễn ra cái cuộc triển lãm này và thứ hai nữa là lý do để hôm nay chị cũng đứng ở đây với vai trò diễn giả và tham gia với tất cả mọi người được không ạ? Cảm ơn bạn. Mình sẽ chia sẻ một chút cái câu chuyện vì sao cái triển lãm này xảy ra. Thực ra thì triển lãm này không phải là một cái ý từ ban đầu của bác Trịnh Lữ đúng không ạ? Trước nó là một cái duyên lớn của The Mill Art Space và cũng là của mình nữa. Trước khi triển lãm diễn ra một vài tuần thì mình có đi thăm một cái ngôi nhà khá là đặc biệt mà mình được giới thiệu là nhà của nhà sưu tập. Và tại đấy thì mình nhìn thấy những cái bức tranh treo trên tường theo phong cách Gallery Wall và rất là nhiều những cái vật nhỏ xinh tinh tế trong cái nhà đấy được sắp xếp theo cái cách của sắp xếp một bộ sưu tập. Nó làm mình cảm thấy rất là dễ chịu, ấm cúng và cũng rất là tri thức. Thì sau này tình cờ mình mới biết đấy là một trong những ngôi nhà của gia đình họa sĩ Trịnh Lữ. Và ở trong cái ngôi nhà đấy thì nó có một cái bức tranh vẽ chân dung. Mình đã đứng ngắm cái bức tranh này rất lâu và khi mà biết được là đấy là chân dung bác Trịnh Lữ vẽ chị gái mình thì mình cứ không ngừng suy nghĩ về điều đó. Thì tình cờ là mấy tuần sau thì Omega và The Book Lab có tìm đến The Mill Art Space để tìm chỗ để ra mắt sách cho bác Trịnh Lữ. Và mình cũng có duyên gặp bác Trịnh Lữ và được đến thăm nhà của bác ở tại phố Quan Thánh. Thì mình có đưa vào, mình và bác Trịnh Lữ có bàn nhau để đưa vào cái triển lãm này ba mảng tranh của bác. Thứ nhất là mảng phong cảnh, thứ hai là mảng tĩnh vật và thứ ba là mảng chân dung. Thế nhưng mà gọi là có rất nhiều bạn trong cái thời gian triển lãm một tuần vừa rồi thì có rất nhiều bạn đến đây và nói là cái cách mà cái triển lãm này nó ra đời khiến xem những cái bức tranh đấy nó chạm vào tâm hồn của họ. Và điều đấy làm mình rất vui, cảm ơn bác Trịnh Lữ rất là nhiều. Dạ.
Thì cái triển lãm này nó cũng mong muốn là mọi người thấy là bình thường thì bọn mình không phải lúc nào cũng sắp xếp theo cái cách Gallery One như này. Đây là cái ý của triển lãm, sắp xếp theo cách như này là muốn tạo ra một cái không khí giống như là ở nhà của bác Trịnh Lữ. Một không khí rất là vừa tri thức, vừa rất là đầm ấm và rất là tình cảm. Đấy là những gì mình cảm nhận từ bác Trịnh Lữ. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ, một lần nữa thì là cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ từ chị Vi. Và các bạn thân mến, chị Vi cũng chính là một khách mời đặc biệt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu các cô chú, các anh chị thì cũng tham gia vào cái buổi tọa đàm Vẽ gì cũng là tự họa. Đầu tiên không thể thiếu họa sĩ Trịnh Lữ, tác giả của cuốn sách Vẽ gì cũng là tự họa. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Thành Trương. Dạ, cháu xin kính mời là bác, với cả khi cháu đọc tên thì là cháu xin mời kính mời các bác là chúng ta sẽ vào vị trí ạ. Vâng. Bác Trương, cháu mời bác Trương ở vị trí này ạ. Dạ, xin được trân trọng giới thiệu ạ, nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Dạ, cháu mời bác Hải ngồi ở đây ạ. Xin được trân trọng giới thiệu chị Vân Vi, giám tuyển nhà sáng lập The Mill Art Space. Và cuối cùng ạ, họa sĩ Phạm Bình Trương và cũng là điều phối chương trình sẽ đồng hành cùng khách mời và các anh chị trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh. Và ngay sau đây thì tôi xin được nhìn lời lại cho anh Trương. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tọa đàm Vẽ gì cũng là tự họa. Alo. Hôm nay thì tôi cũng rất được vinh dự được The Muse cũng như là Mega Plus và bác Trịnh Lữ đã mời tôi tham gia vào cái buổi nói chuyện, trò chuyện hôm nay rất là thân mật. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các quý vị đã đến với ngày hôm nay và những quý vị đã xem online trong buổi nói chuyện trực tiếp, trực tuyến. Trước tiên là tôi xin phải nói chuyện với cả chú Trịnh Lữ đầu tiên. Trước khi nói về chú Trịnh Lữ, tôi phải nói thẳng với quý vị thế này. Trịnh Lữ là một người mà không tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và nhiều người nghĩ là ông là người tự học vẽ. Nhưng mà tôi xin khẳng định lại là gì? Đây không phải là ông tự học mà là ông học chân truyền tại nhà. Và cũng giống như Leonardo da Vinci học với Rocchio, tức là học những họa sĩ chân truyền với một cái bài học rất là bài bản từ người cha của mình. Là như họa sĩ Trịnh Lữ là được học người cha của mình là họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Cho nên là chúng ta phải khẳng định là họa sĩ được đào tạo rất là bài bản. Thế ngoài ra thì ông có làm những công việc khác như là phát thanh hay là ông là dịch giả, nhưng mà tôi luôn hiểu chú Trịnh Lữ là một họa sĩ hiện thực, chuyên nghiệp. Và chính vì thế chúng tôi đã mời ông tham gia với cuộc triển lãm nhóm hiện thực cộng vừa mới diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật. Thì xin hỏi chú Lữ nha, là vì sao mà chú lại quyết định tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân và đồng thời lại ra mắt cuốn sách tổng hợp những bức tranh chú vẽ trong 60 năm? Và điều thứ hai là tại sao cái tên rất là hay, là không phải là tên bình thường quyển sách mà lại tên là Vẽ gì cũng là tự họa? Thì như ban nãy mọi người biết rồi, tức là đây cũng không phải ý, hoàn toàn không phải ý định ban đầu của mình. Toàn bộ những cái chuyện mà ra cái triển lãm này nó là rất là cơ duyên thôi. Chứ còn là cái lý do mà mình làm cái cuốn sách ấy thì là bởi vì bảo tàng họ có cái lịch họ làm cái triển lãm cá nhân của mình vào tháng 11 năm ngoái đấy. Thế nhưng rồi thì nó dịch giã, rồi thì là mình cũng thấy làm ở bảo tàng nó có rất nhiều những cái mà vất vả. Mình cứ phải tự mình phải ngay đến cả xin giấy phép phải tự đi xin. Thế rồi là treo tranh trước thì mình cũng không biết là nhờ ai được ấy. Mà nó lại rộng thế, mà mình thì nếu treo ở đấy thì có khi cũng phải vài trăm bức tranh. Thế thường mình nghĩ mình ngại quá. Thế nhau bảo thôi mà lại đang dịch như thế thì làm cuốn sách. Thì có thể là cuốn sách nó cũng như là một cái triển lãm, mà nó cũng có thể là đến tay được với nhiều người hơn. Thế đấy, cho nên là trong mấy tháng đấy thì tôi mới làm, ngồi để mà làm cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này ra đời xong vừa mới có bản thảo thì bạn Sĩ Thành, bạn ấy đưa cho bên Omega, thì Omega lại rất là hồ hởi.
là muốn làm bà đỡ cho nó. Thì nhà tôi rất là may như thế. Và khi có cuốn sách mà ra rồi thì cũng rất may là cảm ơn Trương là mời mình tham gia cái triển lãm ở bảo tàng. Thì tôi cũng có 3 bức tranh ở đấy mà. Thì là cũng là một cái sự ra mắt một chút xíu với lại công chúng. Thì ở đấy người ta thấy cái tranh ấy của mình rồi và người ta lại, sau này người ta lại thấy rằng mình có một cái triển lãm riêng ấy, thì mọi người rất là vui. Thế thì đấy là cái cơ may để nó ra được những cái việc như này thôi. Chứ còn mình thì nếu như không gặp được mọi người như này thì không thể nào mà có được. Và cho nên nhân dịp này rất là chân tình cảm ơn Omega Plus, cảm ơn Hoài Phương, rồi là cảm ơn anh Thành đã giúp, và nhất là bên Muse này, là mấy cô Muse này là cô ấy rất là ngoan, rất là tích cực, không quản đêm ngày làm cái treo tranh rất là vất vả. Cho nên là tôi rất là xúc động. Thế cuối cùng là rất là vinh dự được các họa sĩ rất là danh tiếng như là anh Thành Trương, như là anh Đào Châu Hải, rồi là như Phạm Bình Trương cùng ngồi với mình ở đây này, thì mình cảm thấy đấy là một cái vinh dự rất lớn đối với mình. Nên cảm ơn tất cả mọi người. Và chú Trịnh Lự đáng nhẽ phải trả lời tiếp theo cái câu hỏi là tại sao lại có cái tên đặt là vẽ gì cũng là tự họa. Mặc dù cái câu này cảm giác như là chúng ta nghe nó lạ, nhưng mà thực ra các họa sĩ cũng đã từng nghĩ như vậy và họ đã từng được học như vậy, cũng như là họ từng được đọc. Nhưng mà để thành một tiêu đề cho một cuốn sách, nó như một lời tuyên ngôn và nó cũng rất là đặc biệt. Thì thôi, thay vì hỏi chú Lữ thì có lẽ là vì hôm nay có các họa sĩ đàn anh như là họa sĩ Thành Trương và nhà điêu khắc Đào Châu Hải, và chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tiếp về cái chủ đề này. Thì xin phép có mấy lời về cái tên sách đã nhé. Dạ. Tại vì lúc mà làm xong ấy, thì tôi mới nghĩ, lúc đầu định chỉ là nói là tranh cũ, tranh mới. Thế nhưng mà làm xong rồi thì mình nghĩ rằng cái tên ấy nó cũng chỉ là mô tả cái chuyện cuốn sách thôi, chứ nó không nói được cái ý của mình. Thế thì đến cái cuối sách thì mình mới vỡ nhẹ ra một điều là từ xưa đến giờ mình vẫn hay nghĩ. Tức là các họa sĩ thì thường hay nói rằng đi tìm bản thân ấy, đi tìm mình ấy, và làm thế nào để cho tác phẩm của mình ấy, nó đúng là mình, nó đúng là cái mình. Thì mình mới nghĩ, mình bảo mà thực ra cái đấy không cần tìm. Thực ra là ai sinh ra và ai làm cái gì, mà đặc biệt là trong nghệ thuật, trong vẽ, trong viết, thì nó đã là bộc lộ hết cái tâm tính, bộc lộ hết con người của mình rồi, chẳng phải đi tìm ở đâu cả. Nếu mà anh đi tìm, tức là anh chưa biết mình là ai, anh cứ nghĩ là mình không biết mình là ai và muốn trở thành một cái gì đấy nó khác với cái bản thân mình bây giờ, thì đấy nó là một cái con đường mà rất là phổ biến, rất là một cái hiện tượng rất là phổ biến. Mọi người đều nghĩ rằng thì là làm nghệ thuật, tức là cả một cái quá trình đi tìm bản thân mình, đi tìm con người thật của mình làm sao ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc không phải như thế, chắc không phải như thế. Anh làm cái gì cũng vẫn là anh ấy mà, chả cần phải nghĩ là phải. Nếu mà anh đi, anh có cái ý nghĩ đấy thì có thể là anh muốn có một cái gì đấy nó to tát hơn mình đang có, hoặc là nó vĩ đại hơn những cái mà mình nghĩ rằng mình chưa có. Chứ còn bản thân mình thì cả đời mình vẽ không bao giờ mình nghĩ cái chuyện đấy. Thế cho nên tôi đã bảo là cho nên nghĩ rằng cuối cùng là đúng là mình nhìn lại những cái bức tranh mình vẽ từ bé cho đến bây giờ, hay là như anh Thượng, anh ấy viết ở trong này, thì anh bảo là ngay đã định hình ngay từ cái lúc còn bé mà đến bây giờ vẫn không thay đổi ấy. Thì tôi nghĩ là tôi có cái may mắn là tôi không phải đi tìm bản thân mình ở đâu hết, mà tôi cứ sống tự nhiên thế, mà cái gì mình làm ra nó chân thực thì nó cũng bộc lộ con người mình rồi. Thế thì mình nghĩ rằng cái cuốn sách của mình cứ nói như vậy, là đúng là vẽ gì cũng là tự họa thật, nó không trốn tránh được. Và trong cái chương cuối của tôi thì thực ra chỉ chưa đến một trang thôi, thì tôi cũng có nói qua là cái chủ đề này thực ra là từ ông Leonardo da Vinci ông đã nói rồi. Rồi đến những người sau này nói rất nhiều, mà đặc biệt là cái anh Oscar Wilde, anh cũng viết hẳn một đoạn dài về cái việc này. Nhưng mà tất cả những cái người Tây nó viết ấy, thì mình vẫn cảm thấy là nó không chưa đúng với mình lắm, nó chưa đúng với cái lối nghĩ của mình. Thì cuối cùng gặp được cái cụ Quách Nhược Hư ở bên Tàu ấy, mà cách đây hàng nghìn năm ấy, thì trong khi tôi dịch cái cuốn Hội họa Trung Hoa thì là cái đoạn đấy là cụ Lâm Ngữ Đường cụ đã trích ra ở trong sách. Thì mình đã dịch cái đoạn đấy, mình nhớ mãi.
Cho nên mình phải đưa một cái đoạn như vậy vào trong sách kết thúc của mình. Vì cái đoạn đấy người Trung Hoa người ta nói rất gần với mình một cách đơn giản là cái tâm của mình ấy, nó như thế nào ấy, thì từ ý nghĩ của mình nó cũng phản ảnh cái đấy, lời nói của mình cũng là cái âm thanh của tâm, rồi đến cái mà trực tiếp nhất mà mạnh mẽ nhất ấy, là cái chữ viết và cái tranh vẽ của mình. Cho nên đấy nó là những cái nét vẽ và những cái nét viết ấy, nó là trực chỉ từ trong tâm của mình nó ra đó, thì không thể nào mà tránh được là người ta sẽ nhìn thấy con người mình ở đấy, cho dù mình là một kẻ phàm phu hay là một nhà trí giả. Không ai là không có một cái ngã của mình. Thế mà cũng như một lần nói chuyện với Trương ấy, khi mà nghĩ về cái chữ này thì mình lại nghĩ đến một cái chủ đề khác có liên quan mà chắc là xin là mọi người sẽ góp ý, là quan hệ giữa cái ngã của mình và cái công việc làm nghệ thuật nó như thế nào. Khi mà xem tranh của họa sĩ Trịnh Lữ tại nhà, tôi cũng được xem một cái bức rất nhỏ, là cái bức vẽ một cái nhà thôi, nhà thầy Pháp cổ. Và nó cũng không phải quá đặc biệt, nhưng mà khi chú Lữ nói là bức này chú vẽ năm 9 tuổi thì tôi vẫn giật mình. Và ồ, đúng là một người đã được định hình từ khi 9 tuổi và đã định hình mình là sẽ vẽ hiện thực. Và vẽ rất là nghiêm túc với một cái bút pháp không phải là quá gò bó, rất là thoải mái. Thì tôi cũng lại liên tưởng tới bức tranh Con gà tổ của họa sĩ Thành Trương, vẽ chính xác là năm 6 tuổi đúng không anh? 7 tuổi. Và tôi đã xem qua tranh ảnh, qua sách báo rất nhiều, nhưng mà hôm tôi đến phủ Thành Trương được xem trực tiếp thì tôi trêu đùa anh, tôi xem rất lâu và tôi mới nói với anh Trương một câu nói đùa và anh Trương ơi, anh là họa sĩ rất nổi tiếng, ai cũng công nhận anh, nhưng mà em cảm giác như anh không tiến bộ nhiều thì phải. Bởi vì sao? Bởi vì cái bức này nó quá tuyệt vời. Nếu mà không đề 7 tuổi thì không thể nói được, vì cái đường nét của anh đã định hình từ cách tạo hình, từ cái đường nét khỏe mạnh của đồ họa, cũng như là cái bút pháp của anh thì thật là tuyệt vời. Thì đúng là như họa sĩ Trịnh Lữ nói là nó đã định hình rất sớm. Và sau đó thì tôi mới được thấy rằng đúng là cái con người của anh Thành Trương ấy nó rất giống các bức tranh của anh vẽ, từ màu sắc cho đến cái hình cũng như là bố cục. Tôi nói về bố cục của anh Thành Trương nhé, là gần như là bị phạm quy đấy. Nếu như là những bức tranh của anh mà gửi đến trường mỹ thuật có thể thi vào khả năng nó là đỗ thì cũng hơi mong manh. Vì sao? Hóa ra đấy là chính là sự cố tình của một người đã quá lão luyện rồi. Và màu sắc của anh dùng cũng rất vô cùng đặc biệt. Nó rất giống con người của anh. Nó rất là thực, thẳng thắn, một con người vui nhộn và rất là nhiều điều tuyệt vời. Nhưng mà có lẽ tôi phải hỏi anh có đúng không ạ? Và mời anh. Hôm nay thì xin phép mà tất cả mọi người, vì là cái cuộc trao đổi về cái vẽ gì cũng là tự họa của anh Trịnh Lữ, cho nên là tôi cắt cái đoạn mà nói về tôi mà anh Bình Trương vừa yêu quý giới thiệu. Thế thì ở đây tôi muốn nói một cái điều thế này. Thực ra mà nói thì con người ta ấy, thì ngày xưa, từ xưa lâu lắm rồi, các cụ đã có một cái câu là giang sơn có thể thay đổi mà bản tính thì khó rời và là không rời. Thế được. Cái bản tính thì cha mẹ sinh con rời sinh tính. Nếu mà con người sinh ra thì còn có thể dạy dỗ bảo ban được. Nhưng mà rời đã sinh ra thì chịu. Tôi muốn nói cái điều ấy. Thế và người làm sao thì của chiêm bao làm vậy. Các cụ cũng nói một câu đúng như thế. Và tôi cho rằng cái ý đó là một cái ý nó rất là đúng với cái là vẽ gì cũng là tự họa, cũng là mình thôi. Thế thì trước đây thì tôi luôn luôn, từ trước tới nay tôi luôn luôn nghĩ là rời đã sinh tính, và mỗi một người là nó có một cái tính riêng biệt, không thay đổi và không giống ai hết. Chính vì thế cho nên là mỗi con người là một thế giới, là một thế giới riêng biệt. Và anh làm gì cũng ra anh, và đấy là một cái thế giới của riêng anh và không ai, không phải là ai khác. Và đấy chính là tự họa. Tôi thì tôi luôn luôn nghĩ như thế. Ở đây thì
Còn một cái điều này nữa thì tôi nói thật là khi còn nhỏ thì bố tôi có nói với tôi là một cái điều như thế này. Là làm cái nghề này thì phải coi giày bằng vung. Nhá, mình là nhất. Chứ không thể nào mà là bây giờ nhiều người theo cái nọ, theo cái kia lại coi vung là rời thì không được. Thì tôi rất thấm cái điều ấy, cái câu ấy của bố tôi. Và thực sự là tôi coi rời bằng vung. Và chỉ có như thế, tôi là nhất và tôi là tôi. Và tôi nghĩ rằng là khi mình là mình thì không ai bằng mình được. Nếu còn anh không phải là mình, anh chạy theo bóng của một người khác, thì tôi có nói với lại anh em bạn bè là nếu chạy theo cái bóng thì có chạy theo ông rời cũng là cái bóng thôi. Thế ở đây thì tôi nói là coi rời bằng vung, nhưng mà không phải là không có những người mình rất yêu quý và kính trọng. Tất nhiên là những cái người mình yêu quý và kính trọng ấy không nhiều. Và trong cái đám không nhiều ấy thì có anh Trịnh Lữ là một người tôi rất yêu quý và kính trọng về nhân cách, về tài năng, về cách sống. Và tôi nghĩ là ở tôi thiếu rất nhiều những cái điều mà tôi thấy được ở trong con người cũng như sự làm việc của anh Trịnh Lữ. Ở đây thì hôm nay là một cái cuộc chia sẻ hết sức thoải mái và tình cảm thôi. Nó nói về nghề nghiệp một phần, nhưng cũng nói về cuộc sống, cũng nói về cái quan hệ giữa con người với nhau. Ở đây ngồi với nhau toàn là những anh em thân thiết, quý trọng, tôn trọng lẫn nhau. Và thực sự là nói vậy thôi, trong cuộc sống tôi học được ở anh rất là nhiều điều. Tôi học được ở anh rất là nhiều điều. Và hôm nay tới đây chia sẻ về cái vẽ gì cũng là tự họa, thì tôi thấy là một cái điều này thì bản chất nó là như thế rồi. Nhưng để cô đọng lại thành 6 chữ vẽ gì cũng là tự họa thì chính tôi cũng ngỡ ngàng, chính tôi cũng bất ngờ và rất là thú vị với một cái đúc kết rất đơn giản, rất chuẩn chỉ như thế. Ai cũng hiểu, ai cũng biết, nhưng để đúc kết lại như thế không phải cũng được. Và đấy tôi là một trong cái mà tôi nghĩ là anh Trịnh Lữ là cái người có rất có cái khả năng đó, một cái khả năng chắt lọc một cách hết sức là tinh tế, hết sức là chính xác, hết sức là chính xác. Tất nhiên là ở đây thì tôi đối với gia đình anh Trịnh Lữ thì tất cả mọi người đây đều là biết cả rồi. Đấy là một cái gia đình tôi phải dùng cái chữ gọi là danh giá, những cái người làm nghệ thuật đích thực và thật sự là nổi tiếng cả về cuộc sống cũng như là nghệ thuật. Thì tôi tuổi tôi thì cũng đã được tiếp xúc rất nhiều khi mà cụ Trịnh Hữu Ngọc còn sống. Thế rồi tất cả anh em bạn bè và trong gia đình thì tôi chơi với tất cả mọi người, và đặc biệt là chơi rất thân với anh Trịnh Tú, cũng là một họa sĩ rất là tài năng. Thế và anh Trịnh Tú thì là em của anh Trịnh Lữ, và tôi thân với anh Trịnh Tú. Thế cho nên là dù anh Lữ hơn tôi cũng không nhiều tuổi lắm, nhưng mà vì là cỡ đàn em và với một cái lòng kính trọng, tôi luôn luôn coi anh như là người anh của mình. Dạ, cảm ơn anh. Hay quá. Đúng là ngang tàng cho nên là bố cục phạm quy hết anh ạ. Lại nói tới màu sắc thì trong khi họa sĩ Thành Trương có những cái màu sắc rất là mạnh, và nó mạnh nhưng lại thực tế nó lại không dở, mà nó rất là hiện đại. Nó gần với những cái màu của dân gian Việt Nam, như là màu của các tranh dân gian hàng trống, rồi ngay cả con tò he cũng vậy, đều là rất là mạnh. Lại chuyển sang vấn đề màu sắc thì lại nói đến nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Ông cũng là một trong những người tiên phong về điêu khắc hiện đại tại Việt Nam. Đằng sau ông rất là nhiều học sinh và đã trở thành những họa sĩ, những nhà điêu khắc nổi tiếng. Thế thì về cái cá tính của họa sĩ của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Đấy, tôi rất tiếc là gì nhà điêu khắc cứ phải nói là ba, nói họa sĩ thì nó nhanh hơn. Nhưng mà biết nói anh thế nào bây giờ ạ? Thì thôi gọi là anh thôi. Thưa anh Đào Châu Hải là gì? Đúng là cái tính cách của anh thì mọi người cũng biết rồi. Anh là một người rất là thẳng tính và anh điềm đạm. Và tôi nhìn thấy ở cái tác phẩm của anh, từ cái chất liệu sắt, nó rất là mạnh, và cái hình thái của anh, cái hình thức của anh nó rất là cô đọng. Nhưng có một những giai đoạn mà anh cũng làm điêu khắc màu đúng không ạ? Và thì tôi mới hỏi là thì vậy thì cái cá tính của mình
nó có thay đổi không? Và cái màu sắc nó có quyết định gì ở điêu khắc không ạ? Nói về cái tôi của mình có nằm ở màu sắc không? Mặc dù nó rất là hạn chế ạ. À, vâng, tôi thì về cái đoạn khâu ăn nói thì tôi kém anh Trịnh Lữ, kém anh Thành Trương và kém cả anh Bình Trương rất nhiều. Thế thì cứ cho phép tôi nói cái gì nó giản dị và cái gì nó đúng cái suy nghĩ của tôi nhất. Cái câu hỏi của anh Bình Trương là cái màu sắc nó liên quan và ảnh hưởng gì đến cá tính con người, đến tính cách con người. Thế thì tôi xin trình bày thế này. Quan điểm của tôi thì không có cái sự khác biệt nhiều giữa điêu khắc và hội họa. Nó chỉ là một cái giải trình về cái, những cái góc nhìn vật lý của thị giác thôi. Một cái nó là ba chiều thực sự vật lý trong không gian chúng ta sống, còn một cái thì hội họa nó là một cái gì đấy nó rất ảo. Thực ra nó chỉ là một chiều, chứ còn hai chiều, ba chiều là những cái không gian mà chúng ta tưởng tượng ra, không gian mà người họa sĩ người ta dẫn dụ ta vào cái mặt phẳng duy nhất đó. Thế cho nên là màu sắc thì tôi quan niệm rằng là màu sắc thì chắc chắn rằng là nó liên quan đến nhận thức thị giác, đến nhận thức về cảm xúc, đến tính cách của mỗi người. Cái điều đấy thì chắc chắn rồi. Thì chính vì thế cho nên là thí dụ như trong hội họa thì có những họa sĩ lớn, những cái danh họa người ta thường vẫn nói là tạo ra cái bảng màu cá nhân của mình, nó khác biệt nhau. Thí dụ như màu sắc của Picasso, cái bảng màu Picasso nó rất rất mạnh mẽ, rất hoang dã, rất có gì đấy mang cái sắc thái Fauvist, có nghĩa là hoang dại. Thế còn có những người lại rất tinh tế, có những người thì lại trung hòa giữa cái tinh tế và cái mạnh mẽ. Thế còn trong cái xa hơn nữa thì cái bảng màu của những cái danh họa thời Phục Hưng cũng có những bảng màu nó rất đặc trưng, Raphael hoặc là Rembrandt, Titian chẳng hạn. Những cái họa sĩ ấy họ đều tạo ra một cái bảng màu được gọi là bảng màu sắc thái rất cá nhân. Cái thời kỳ cận hiện đại, thí dụ như là Van Gogh, thì chúng ta là họa sĩ chúng ta đều nhìn thấy là có những cái tuyếp màu sơn dầu thì in hẳn ra là vàng Van Gogh, thì đấy chính là cái màu của ông ấy. Cái màu sắc của ông ấy tự chọn, cái màu sắc của ông ấy đã xác định, có tên tuổi, có cá tính, có cái phẩm chất của cá nhân người họa sĩ đó. Thì ngay trong điêu khắc thì cũng vậy thôi. Thì đặc biệt là từ mọi người ít quan tâm, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sâu vào trong lịch sử mỹ thuật nhân loại thì cái điêu khắc màu không phải là cái điều gì khó tìm thấy. Từ trong những cái hang động, từ trong những cái vật thờ tự, những cái mà người ta gọi là totem thì người ta được tạo trên đá, trên gỗ, nhưng mà người ta cũng chát lên đấy, cũng bôi lên đấy, cũng gạch vẽ lên đấy những cái màu sắc của tự nhiên. Thì tôi quan niệm rằng là màu sắc mà kết hợp với điêu khắc cũng là cái chuyện bình thường. Những cái quan trọng nhất là cái nhu cầu của cái người sản xuất ra cái sản phẩm đấy, nó có nhu cầu hay không để mà bày tỏ, để mà trình bày trên cái sản phẩm vật chất điêu khắc ba chiều của mình có liên quan gì đến màu sắc. Thì cái điều đấy tôi cho đấy là nhu cầu cá nhân của mỗi người. Riêng cá nhân tôi thì có một giai đoạn tôi có làm điêu khắc có màu, mà đặc biệt là màu sơn mài Việt Nam đấy, nó gọi là đơn giản là sơn ta, thì tôi có sử dụng trên cái điêu khắc của mình. Thực ra đấy cũng là một cái nhu cầu, và tôi muốn tìm hiểu xem là
cái kết hợp của những cái chất liệu khác nhau đó trong một cái không gian ba chiều thị giác thuần túy đấy thì nó có một cái hiệu quả về nhận thức như thế nào, thì tôi cũng đấy là một cái thử nghiệm. Alo, vâng, xin cảm ơn anh Đào Châu Hải. Tôi cũng định hỏi anh thêm là sau đó thì anh đã sử dụng chất liệu thép và nó rất là khó, thực sự là cái rất khó để tạo hình. Nhưng mà hình như anh tự làm khó mình, và cái mục đích, cái chất liệu đấy nó sẽ giúp anh biểu đạt cái cá nhân mạnh nhất ở chỗ nào ạ? Vì đây là vẫn là câu trước. Vâng, tôi thì có một cái suy nghĩ và cái tư duy nó không theo một cái hệ thống trường quy nào cả. Ví dụ như tôi quan điểm về vật liệu, vật chất để tạo ra sản phẩm hội họa, điêu khắc hay như bất cứ một cái sản phẩm gì đều được tạo ra từ vật chất. Cái vật chất là cái quan trọng. Cái vật chất nó quyết định đến cái nhận thức của mỗi người sáng tác, mỗi nhà sản xuất, đúng không? Tại sao những cái sản xuất về công nghiệp thì không dùng đất sét, đúng không? Mà nó phải là sắt thép. Đấy thì cũng đến tất cả cái điều đó nó nói lên một phần của bản chất sự lựa chọn. Thế thì điêu khắc thì tôi nghĩ như thế này. Người Việt cổ chúng ta, người Việt truyền thống ấy, thì rất giỏi về các cụ nói là thổ mộc, như là đất và gỗ, rồi đá, vân vân. Đấy là cái truyền thống của người Việt. Chúng ta ít kinh nghiệm, ít trải nghiệm về kim loại, về sắt thép. Đấy cũng là một cái yếu tố mang tính lịch sử của một cái dân tộc bị chinh phục, bị đàn áp, trở thành nô lệ trên mấy nghìn năm. Chúng ta là một dân tộc bị nô lệ mấy nghìn năm. Tôi nhớ lại thời nhà Minh trong lịch sử, khi người phương Bắc người ta xâm lược tổ tiên chúng ta thì người ta có dùng một cái chính sách rất là tàn bạo, là có khi cả một làng, một xã chỉ được dùng một hoặc hai con dao xích vào một cái cột đá, liền vào một cái dây xích, đóng vào một cái cột đá. Cả làng ra đấy sử dụng chung một con dao, bởi vì người ta sợ là người Việt dùng kim loại, kim khí để bạo loạn. Mà bạo loạn là bản chất của người Việt, có lẽ là như vậy. Thế thì chính vì những cái hạn chế về lịch sử, chính vì những cái lý do mang tính chất áp đặt như vậy thì người Việt ít có cái trải nghiệm về kim loại. Mặc dù nhìn xa hơn nữa thì tổ tiên người Việt đã để lại một cái giá trị rất lớn về văn hóa mà được gọi là văn hóa Đông Sơn. Thì đấy là những cái trống đồng, những cái diều đồng hoặc những cái vật dụng được chế tác từ đồng. Thì nó là một đỉnh cao của văn hóa, được nhân loại đánh giá rất cao. Nhưng sau đấy thì toàn bộ người Việt, chủ nhân của những cái đồ kim khí, kim loại cấp cao đó thì đã trở thành nô lệ. Thế thì bị ngắt quãng về lịch sử như vậy cho nên là người Việt ít trải nghiệm về kim loại. Mic có vấn đề. Vâng. Kim loại đối với tôi thì nó có kim loại đấy. Quả không? Thế nữa. Kim loại nó khác về vật chất, nó khác về cấu tạo, nó khác với lại gỗ và đá, rồi đất. Trở lại câu chuyện là người Việt rất giỏi về những cái từ đất, từ đá và từ gỗ, những kiến đồ gốm Việt, rồi điêu khắc đá Việt thời cổ rất là hấp dẫn, rất là thú vị và có những cái ghi dấu ấn rất quan trọng trong cái sự phát triển chung của thẩm mỹ và mỹ thuật.
Nhưng mà thời hiện đại thì người Việt mất đi cái cảm xúc. Mà thực ra tôi nghĩ rằng là kim loại nó giúp cho cái sự biểu hiện về cảm xúc của con người nó rất mạnh mẽ, nó rất cụ thể và nó rất đơn giản. Chính vì thế tôi muốn thử nghiệm, tôi muốn sử dụng cái vật chất được gọi là kim loại đưa vào trong cái công việc của mình và hy vọng rằng nó sẽ làm thay đổi mình, làm cái cảm xúc của mình nó thay đổi, cái nhận thức thay đổi và từ đấy nó sẽ giúp cho mình được một cái ngôn ngữ biểu hiện nó khác hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó mới hơn những cái điều mà trước kia đã từng làm. Tức là cuối cùng là phải đặt mình vào thử thách, cái khó nó sẽ ló cái chất bản ngã của mình, cái tư chất của người nghệ sĩ. Và rất hay. Thế nhân đây thì lại xin hỏi tiếp một người phụ nữ trẻ và xinh nhất trong những người ngồi tọa đàm ở đây ạ. À. Đó chính là cô chủ nhân của The Muse là chị Vân Vi. Nhân vì nói về cái việc xem tranh và các họa sĩ thường là bộc lộ cái cá tính của mình trong tranh ấy. Thì mới hỏi chị Vân Vi là vì là người tổ chức và là cái người giao tiếp với khách hàng, với những người đến với công chúng, đến với nghệ thuật ấy. Thì tôi hỏi là người ta đến xem tranh thì người ta xem cái điều gì trước? Người ta xem tranh trước hay người ta có hỏi, hay là người ta hỏi là ở đây có tranh họa sĩ này, họa sĩ khác không? Hoặc là người ta để ý đến cái tên họa sĩ không? Hay là tranh trước? Đấy, cái này hỏi chị. Vâng, anh vừa hỏi em là người ta đến đây người ta xem họa sĩ trước hay là xem tranh trước đúng không ạ? Là hỏi chung đúng không anh? Hay là hỏi triển lãm ạ? Triển lãm này ạ? Vâng, nếu mà chung thì thường thường là người ta đến xem tranh trước. Tại vì người ta đến vì cái nhu cầu người ta thưởng thức nghệ thuật, người ta đi xem nghệ thuật và người ta cũng chưa xem là họa sĩ nào trước. Nhưng ví dụ như triển lãm của bác Trịnh Lữ người ta sẽ đến vì người ta biết bác Trịnh Lữ từ trước. Rất là nhiều người đến là vì người ta hâm mộ bác Trịnh Lữ. Và người ta đầu tiên là người ta hâm mộ qua sách vở trước. Sau đó thì người ta đến để xem cái tranh của bác ấy. Bởi vì đây cũng là lần, gọi là lần cách đây lâu lắm rồi đúng không bác? Bác có hai cuộc triển lãm ở Mỹ đúng không ạ? Và đây là cái cuộc triển lãm chính thức đầu tiên mà là cuộc triển lãm cá nhân của bác ở Việt Nam. Dạ. Dạ, anh Trương có điều gì cần chia sẻ? Bây giờ không cần phải hỏi nữa. Cho mình hỏi anh Trương, tức là quay lại cái chủ đề vẽ gì cũng là tự họa. Thế thì con người mình nó bộc lộ qua công việc của mình. Nhưng mà cái gì, có một cái điều rất phổ biến là trong một cái môi trường mà mình không được là mình. Mà hôm qua anh có động đến cái chủ đề đấy thì tôi nghĩ là anh có thể chia sẻ thêm cái ý nghĩ rất đặc biệt của anh khi mà người nghệ sĩ lại không được là chính mình. Thưa anh Lữ cũng như là tất cả các anh chị ngồi ở đây thì tôi cũng có một cái chia sẻ thế này. Thực ra đây thì trong cái lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật này thì tôi cũng có một cái may mắn là sinh ra là đã ở một cái nôi văn hóa cứu quốc từ ở trên chiến khu Hội Văn hóa cứu quốc, sống với tất cả các anh em văn nghệ sĩ, các bậc cô chú bác ông từ những sửa từ xưa ở trên chiến khu Hội Văn hóa cứu quốc thì nó đầy đủ hết tất cả văn thơ, nhạc họa, điện ảnh, sân khấu là đủ cả. Cho nên là tôi cũng có một cái may mắn là có một cái chiều dài, có một cái bề dày sống trong cái môi trường văn học nghệ thuật của cái nước mình. Và lại cũng có một cái gọi là may hay là không may thì cũng đúng, tức là có một thời gian cũng tham gia công tác hội cùng với anh Đào Châu Hải đây, tức là cũng trong ban chấp hành rồi trong hội đồng nghệ thuật cũng tham gia rất nhiều các cái hoạt động mang cái tính chất là của hội hiệp của nhà nước. Thế thì ở đây bất nãy anh Trịnh Lữ có hỏi một câu đó thì tôi có một nói một cái điều thế này. Trước đây khi mà chưa mở cửa ấy,
thì tất cả các cái hoạt động văn học nghệ thuật của ta, từ văn thơ, nhạc họa, điện ảnh, sân khấu, vân vân, thì đều là các cái hiệp hội được lập ra, hội điện ảnh, hội sân khấu, hội mỹ thuật, hội âm nhạc, vân vân, thì đều được nhà nước cấp tiền cho để hoạt động. Tất cả những các cái sáng tác ấy đều nhằm mục đích là phục vụ những các cái nội dung về chính trị cho đảng, cho nhà nước. Cho nên là tất cả các cái đề tài chiến tranh, đảng, bác, cách mạng là được đầu tư, được ưu tiên để mà sáng tác. Và luôn luôn đề cao cái tập thể, chứ không chấp nhận cái cá nhân. Nhưng mà trong khi đó, bản chất của nghệ thuật lại là cá nhân, chứ không phải là tập thể. Và như thế là nó hoàn toàn trái với quy luật. Tất cả các văn nghệ sĩ trong các lĩnh vực, trong đó có hội họa, đều không được là mình. Bởi vì mình nghĩ thế này, mình muốn thế này, mình vẽ thế kia, nhưng không được công nhận. Là phải vẽ theo cái đường lối, theo chính sách, theo nội dung, làm những cái điều không phải là cái suy nghĩ, không phải là những cái tâm tư tình cảm của chính mình. Và đó là một cái đêm trường tăm tối. Đêm trường tăm tối mà theo cái chủ nghĩa Xô Viết, mà ta có thể gọi là cái chủ nghĩa Xô Viết tích, vẽ theo cái nội dung, cái chỉ đạo như thế. Còn nghệ thuật thì không, của cá nhân coi như là dẹp bỏ. Nhưng mà từ khi mà gọi như là cái đêm trường tăm tối được chấm dứt, khi đảng và nhà nước là mở cửa và trở lại cái tự do sáng tác. Và lúc bấy giờ, một trong cái đóng góp lớn nhất mà tôi đánh giá cao nhất, đấy là nó trả lại cái chức năng chuẩn nhất cho giới sáng tạo văn học nghệ thuật. Đấy là cái cá nhân. Anh được là anh, chứ không phải là anh phải làm những cái điều, những cái suy nghĩ, những cái tạo hình, những cái sáng tác, không phải là anh. Và đấy, tôi cho đấy là chỉ từ khi có cái đổi mới thì anh mới được là anh. Mà thực ra thì đã từ lâu rồi, từ xưa rồi. Và cái muôn thuở nó phải làm nghệ thuật, phải là đề cao cái cá nhân nhất. Chúng ta mất một cái thời gian quá dài cho những các cái vô bổ đó, cho những cái điều phi lý đó. Thế và rất nhiều các cái nghệ sĩ là cũng có tài năng, nhưng có khi mất đến nửa đời, mà thậm chí gần như hết đời, mới ngộ ra rằng tôi chết rồi, cả đời mình cứ không sống không phải là mình, sáng tác không phải là mình, như thế này thì cuối cùng là vứt đi thôi. Thì cuối cùng vẫn phải là mình, thì nó mới là những cái đóng góp, mới là những cái thực sự chân chính nhất của nghệ thuật. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của nghệ thuật vẫn là phục vụ con người. Và anh phải là chính anh, phải là những cái gì thật nhất, cái gì tốt nhất, đúng là anh nhất thì anh mới phục vụ được. Chứ còn nếu không thì nó là một cái sự giả dối. Nó là một cái sự giả dối. Ở đây tôi muốn nói thế này. Có một lần tôi có trao đổi với lại các anh em mà làm lãnh đạo về văn hóa nghệ thuật của nhà nước. Thì tôi có nói là này, tôi không phản đối cái việc mà xây dựng một cái nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi hoàn toàn là đồng ý với cái tiêu chí rất là đẹp đẽ, rất là chuẩn đó. Thế nhưng mà tôi thấy là nói vậy thôi, nhưng khi đi vào những cái sáng tác cụ thể của không cứ chỉ của cái giới mỹ thuật, mà toàn bộ tất cả các lĩnh vực nghệ thuật khác, như là văn thơ, nhạc họa, điện ảnh, sân khấu, đều theo cái nội dung, theo cái sự chỉ đạo, và tất cả những sáng tác ấy của anh em trong văn nghệ sĩ, trong văn thơ, nhạc họa, điện ảnh, sân khấu thì đều không phải của những tác giả đó. Tôi nhớ là bố tôi có một lần được phân công viết một cái đề tài về anh hùng lao động, mà cái ông này là ông Tần, là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, và được phân công đến một cái tấm gương anh hùng lao động là cụ Tần trồng cây, và viết nhiều kỳ để đăng ở trên báo Văn Nghệ. Và viết đến kỳ thứ 3 thì bố tôi vứt bút và bỏ, rồi thầy không thể viết được nữa, vì nó không phải là thầy, không phải là mình thì không thể viết được. Thế chính vì thế cho nên là tôi muốn nói là có một cái giai đoạn rất là dài chúng ta bị cái chi phối đó. Và tôi có nói hôm qua, tôi có nói với anh Trịnh Lữ là gì, là tôi hoàn toàn đồng ý là
Nghệ thuật là để phục vụ con người, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, vân vân. Đao to búa lớn thì nói nó là như thế. Thế nhưng mà cái chức năng để người làm nghệ thuật phục vụ cho xã hội, cho đất nước là cái gì? Chính là nghệ thuật. Anh chỉ có thể phục vụ được dân, phục vụ được nước khi có nghệ thuật thôi. Còn không có nghệ thuật thì anh chả phục vụ được cái gì cả. Sách anh viết ra mà không có người đọc, phim anh làm ra chiếu không có người xem. Nói chung tất cả mọi thứ, nhạc anh viết ra không có người hát, không, người ta không thích. Thế thì anh phục vụ cái gì? Vậy thì cái tiêu chí cuối cùng của nghệ thuật để có thể phục vụ được con người ấy là phải có nghệ thuật. Vậy thì khi đó đã có nghệ thuật rồi thì anh vẽ cái gì cũng là phải là anh. Phải là cái gì thật nhất của anh, cái gì tốt nhất của anh và có nghệ thuật. Chứ không phải là cứ chỉ vẽ đề tài chiến tranh đảng Bác cách mạng mới là phục vụ. Mà tôi cho rằng là cái cuối cùng là phải có nghệ thuật. Vậy thì khi có nghệ thuật thì vẽ một cô con gái em Thúy của Trần Văn Cẩn thôi cũng là phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho đất nước và nó trở thành bảo vật của quốc gia. Vẽ một cái phong cảnh thôi cũng lại thành ra là một cái bảo vật của quốc gia. Chứ còn nếu anh không có nghệ thuật thì anh cứ chỉ dùng tiền của đảng nhà nước và cái tiền thuế của dân nuôi anh vẽ những các cái đề tài chiến tranh Bác cách mạng mà không có nghệ thuật thì cuối cùng văn không có người đọc, nhạc không có người hát, tranh không có người xem, phim điện ảnh để ra, tôi xin lỗi, chiếu ra rạp một tháng rời không bán nổi được một vé. Thế thì phục vụ ai? Thế thì ở đây tôi muốn nói tóm lại một cái điều là gì? Muốn phục vụ được con người mà nghệ thuật thì cũng là để phục vụ con người thôi, thì phải có nghệ thuật. Và nghệ thuật là chân chính nhất thì chính là phải là chính mình, cái cá nhân của mình, và thông qua cái cá nhân ấy tạo ra những cái tác phẩm độc đáo mang cái màu sắc của cá nhân mình, nó phong phú đa dạng để phục vụ cho con người. Ở đây có một cái điều này thì tôi muốn chia sẻ với mọi người. Là ban nãy anh Phạm Bình Chương có nói là anh Trịnh Lữ là cái người coi như là học này là chân truyền chứ không phải là tự học. Tôi xin đính chính một cái điều là cái điều ấy chỉ đúng một nửa thôi. Chỉ đúng một nửa thôi. Chân truyền thì đúng là cả một cái dòng họ, cả một cái gia đình văn hóa và nghệ thuật rất rất nổi tiếng ở Hà Nội. Từ thời Pháp cho đến tận bây giờ vẫn rất nổi tiếng và hậu sinh còn khả úy. Còn tôi nghĩ là còn này làm còn được nhiều việc hơn là bố nữa cơ. Và đấy là cái phúc của gia đình họ Trịnh. Thế thì nhưng ở đây tôi nói là nếu như chỉ có chân truyền thôi cũng chưa đủ. Thực ra cái tự học cũng là một cái không thể thiếu được trong con người cũng như trong cái công việc cũng như cái sự nghiệp sáng tác của anh Trịnh Lữ. Về tự học, tôi luôn luôn nghĩ là cái gốc của sự học chính là tự học. Nếu không tự học, không lao động làm việc thì không bao giờ có một cái kết quả như thế này được. Dù là có là trong một cái gia đình chân truyền nghề nghiệp như thế. Thực sự khi tôi mở cuốn sách của anh Trịnh Lữ ra xem, tôi rất bất ngờ. Bất ngờ lắm ấy. Vì tôi không nghĩ là gọi là cái sự nghiệp lại dày dặn như thế này. Tôi không nói là đồ sộ hay là lớn lao cả, nó lại dày dặn như thế này. Tôi nghĩ là anh cũng vẽ, cũng chuyên nghiệp, nhưng ngoài cái đó ra thì nó là quả thật là nó có một cái bề dày rất đáng nể. Ở đây thì nhìn tất cả các cái tranh, ngoài cái sức lao động và nó bền bỉ kiên nhẫn thì cái sự lưu giữ có hệ thống tất cả những các cái mình làm ra được đấy là một cái bài học cho rất nhiều người. Nói thật tôi cũng làm việc cũng ghê lắm, nhiều lắm, nhưng bây giờ cái mình còn có thể giữ lại được để mà in ra được một cuốn sách không còn được bao nhiêu cả. Nó mất mát rồi nó hư hỏng. Chứ đây thì tôi cảm thấy là anh giữ được hết đầy đủ, nó có hệ thống từ lúc còn 8-9 tuổi cho đến tận bây giờ đầy đủ. Thế lúc nó góp gió thành bão, kiến ta lâu đầy tổ, giờ nó tập trung lại một cái cuốn sách như này, thật sự là ngỡ ngàng, thật sự là thú vị, thật sự là đáng nể. Thế thì ở đây tôi ngoài tất cả mọi chuyện ra thì tôi muốn chia sẻ với mọi người cái điều ấy. Đấy là một cái ý thức
của một cái người làm nghệ thuật mà có tri thức thì luôn luôn nghĩ đến những cái để mà có thể đem lại ngoài cái sản phẩm cụ thể, lại để mà cái tổng kết cho mọi người như thế này rất là đáng học tập và đáng trân trọng. Thật tuyệt vời. Khi một họa sĩ nổi tiếng nói về một họa sĩ nổi tiếng khác với lời trân trọng và từ đáy lòng thì đấy là những lời chân thành. Và tôi cũng lại đính chính với anh Thành trước về cái việc tự học ấy và học chân truyền. Ý nói là đúng là anh là chú Trịnh Lữ là tự học rồi, và đấy là một điều rất đáng nể. Tuy nhiên cái tự học của anh, của chú Trịnh Lữ đã được xuất phát từ cái nền tảng ngoài gia đình ra, nhưng mà cái chuẩn mực về nghề nghiệp ấy cũng rất là quan trọng, nó định hướng cho họa sĩ và sau này họa sĩ tiếp tục đào sâu. Và đúng là khi mà xem một cái quyển sách dày như thế này thì tôi cũng giật mình thật, và cũng không hiểu sao chú có thể vẽ được nhiều như thế. Nhưng mà xin quý vị lưu ý nhé, quý vị đã bao giờ được họa sĩ Trịnh Lữ vẽ chân dung chưa ạ? Chắc là cũng sắp thôi, và anh Thành Trương cũng phải chắc chắn có một bức to. Và thế này, Trịnh Lữ lên nhà tôi chơi thì là sau khi xem tranh thì vui vẻ trò chuyện xong, chú bảo thế bây giờ ngồi đây chú vẽ cho một cái. Thì lúc đấy rất là khó vì tôi lại cũng ít có cái đồ vẽ ký họa, vì cái xưởng đấy nó lại là một cái xưởng, mình lại có hai xưởng. Thế là loay hoay mãi mới tìm ra được một tờ giấy với cả một cái bút chì, và chú là người đích thân gọt bút chì, chú gọt rất là kỹ. Đúng là về sau tôi xem trên mạng mới biết là mình không biết gọt bút chì. Và chú là người gọt rất bài bản, tức là gì, cái đầu bút chì nó rất là dài và cái phần gỗ nó ngắn thôi, còn mình ngược lại, mình làm cho phần gỗ rất dài và cái ngòi nó nhỏ. Thế mới biết đấy là người rất chuyên nghiệp chứ không phải là họa sĩ nghiệp dư thế nào cả. Thế còn một cái vấn đề nữa là gì, khi chú bắt đầu vẽ thì chú cứ ngồi chú vẽ, cảm giác như chú không vội vàng gì cả, và chú vẫn nói chuyện với tôi. Và tôi đã xem các ký họa chân dung của chú, tôi nghĩ ngồi chắc chắn không dưới 2 tiếng, thì may ra mới có được một bức chân dung như những bức tôi được xem. Nhưng không ngờ là gì, 10-15 phút xong chú bảo chưa ngay xong xem này cái, thì tôi giật mình, hóa ra đây trong này cũng có cái bức chân dung ký họa của tôi. Thì hóa ra chú làm việc rất là nhanh, chú vẽ như chơi và gần như không có sửa, không có tẩy, rất ít. Cái tẩy nó chỉ là để cho tạo chất thôi. Thế Vinh nói là gì, đúng là một con người nghiên cứu khoa học, một người dịch thuật và con người làm việc rất bài bản, cho nên là cách làm việc của họ khoa học, nhanh, cho nên là một cái cuốn đồ sộ này không quá ngạc nhiên nếu mà được tiếp xúc với cả chú Trịnh Lữ. Gia truyền, tức là mọi người cứ nhắc đến là bác là họa sĩ chân truyền. Thì trong cái quá trình làm triển lãm này thì em mới được tìm hiểu, có lẽ là do cái sự nghiệp văn học của bác cũng khá là đồ sộ nên đang hơi đè bẹp những cái thông tin về phía hội họa của bác. Tại vì bác là có học hội họa và tâm lý học thị giác, đồng thời là học cả lịch sử mỹ thuật tại Hoa Kỳ. Đấy, thì những cái bức tranh mà treo ở phía mảng tường bên này là những bức tranh bác sáng tác trong thời gian ở Mỹ, bác sống ở Mỹ sau thời kỳ bác học đó. Đấy, thì em xin phép bổ sung cái thông tin đó ạ. Dạ. Dạ, không chỉ là chân truyền. Vâng, thì tất nhiên rồi, vì thực sự nhiều người lại biết đến Trịnh Lữ là một dịch giả nổi tiếng của Việt Nam cơ. Chứ không hẳn là về sau biết, ô hóa ra chú cũng vẽ à, ví dụ thế. Thì đó là chính là cái tài hoa của một con người, nó đúc kết từ tinh hoa. Và lại nói về vấn đề, chú Lữ cũng nói một cái từ rất hay là cái bản ngã ấy. Cái bản ngã của con người ấy, là nó làm nên tác giả. Một người sẽ làm nên tác giả. Nhưng mà nghe chừng cái từ ngã ấy, cảm giác như trong đạo Phật là chúng ta cảm thấy là Đức Phật cũng rất muốn là mọi người hãy bỏ cái bản ngã đi, vô ngã. Đấy, thì có trao đổi với chú Lữ một vài lần và cũng có một số họa sĩ nữa, nhưng mà có lẽ là chưa thể đi đến một cái gì nó rốt ráo được. Và tất nhiên bản ở đây thì nó rất là dài, và nên là có lẽ là chỉ cần chú Lữ nói một câu nào đó về đề cập vấn đề đó được không ạ, một chút thôi. Cái đấy thì đúng là nó sẽ là một cái chủ đề rất là phức tạp, nhưng mà theo mình nghĩ rằng mỗi người quan niệm cái ngã nó cũng không giống nhau đâu. Ví dụ như là khi mà mình vẽ bất kỳ vẽ cái gì
Mà đặc biệt là lúc mà vẽ phong cảnh hay là vẽ tĩnh vật thì mình đều nghĩ rằng mình vẽ nó bởi vì mình nhìn thấy mình ở nó rồi. Và mình rất muốn là ghi lại những cái cảm xúc của mình khi mà mình chính là đang là cái cây đấy, đang là cái quang cảnh đấy, hay là đang là cái bụi cỏ đấy. Mình cảm thấy là mình có thể thở với nó, sống với nó. Và cái lúc bấy giờ thì mình nghĩ rằng cái ngã của mình nó cũng hội nhập được, nó nhập một được với cái ngã của thiên nhiên, cái kiểu như thế. Thì cũng là một cái cách mà mình quên cái bản ngã. Bởi bản ngã của cá nhân thì mình nghĩ nó rất bé, nó là một cái phần cực kỳ nhỏ bé so với một cái ngã lớn. Vì từ nhỏ mình vẫn bị ảnh hưởng cái tư tưởng của yoga, rồi là của các cái Hindu giáo mà. Hay là nhiều người thì họ hay nói đến là toàn bộ cái hiện hữu này nó là xuất phát từ một cái ngã rất là hoàn vũ, và tất cả nó khi mà nó hiện hình để nó có mặt ở trên cái môi trường vật chất này, gọi là vũ trụ này thì nó ra muôn hình vạn trạng. Thế nhưng mà tất cả những cái đấy nó chỉ là cái bề ngoài, nó chỉ là cái thân xác, cái hình hài của một cái ngã chung. Thế cho nên là nó mới gọi là toàn bộ thế giới là nhất thể, là vì cái quan niệm nó như vậy. Thì tại vì mình cũng hồi nhỏ cũng cứ hay thích đọc những cái sách như thế, chắc nó cũng có ảnh hưởng đến mình. Cho nên là về sau lúc mà vẽ thì là ông bố mình ấy là cụ Ngọc cũng cứ dặn là ta đi ra vẽ ngoài để cho nó quên tất cả những cái nhỏ nhặt của mình đi. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình được tiếp năng lượng ở rời đất, thấy cả một cái mênh mông thế kia mà làm sao mình thu lại chỉ còn có cái bàn tay này, mang về nhà cả một cái phong cảnh như thế. Thì mình mới nhớ là đúng trong sách tôi cũng có viết là trước đây đọc xem những cái tranh của Turner ấy, ông Turner ở bên Anh Lê ấy, xem nó rất là rộng lớn, những cái con tàu vĩ đại như thế. Hóa ra đến sang bên kia mà xem ở bảo tàng, nó chỉ to hơn bàn tay mình một tí à. Tức là ông ấy vẽ ở trong những cái quyển sổ mà ông ấy mang đi theo người hàng ngày. Bởi vì sau nó thành ra những cái bức tranh mình trông nó mênh mang khủng khiếp. Thế thì cái đấy nó là một cái kỳ diệu của hội họa. Cho nên là ngày xưa bố tôi cứ nói rằng thì là hội họa nó có một cái phúc lớn nhất là nó làm cho mình nhập được với lại thiên nhiên. Thế thì lúc bây giờ cái ngã của mình nó nối được với cái ngã lớn ở ngoài kia, mà mình chẳng còn có thấy thèm thuồng, ham muốn hay đau khổ cái gì nữa. Chỉ thấy có một cái điều như là tiếp được một cái năng lượng rất là tích cực, mà rất là sinh sôi nảy nở, mà lúc nào nó cũng thay đổi qua từng mùa. Cho nên là tôi cũng bị vướng vào cái tâm lý đấy. Thường là tôi đã quen thuộc cái một cái cảnh nào rồi ấy, thì tôi vẽ cái cảnh ấy ở qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Thế thì hay là ngay dưới sân nhà mình nó có một cái cây táo dại thôi, nhưng mà mình ở với nó rồi thì tự nhiên nó như là thành một nhiều người bạn. Thế đến lúc mình vẽ nó cũng qua những cái mùa thay đổi như thế. Thế thì đấy là cái lối mà tôi đến với vẽ nó là cái lối như vậy. Cho nên là làm sao mà bất kỳ cái gì mình vẽ ra, dù là những một vài nét thôi, mình cũng thấy nó rất là quý đối với mình. Bởi vì là mình đã để hết tất cả cái tâm tưởng với lại cái tình cảm của mình vào những cái bức tranh đấy. Mình không bao giờ muốn chia tay với nó đâu. Thế cho nên là nó cái cách của mình như thế, cho nên là chắc là nó cũng là một cái gì đấy của riêng mình. Thì mình hôm nay mới có dịp để chia sẻ thế thôi. Hay quá, nhưng dù sao thì không muốn chia tay với cái cây đấy, nhưng mà rồi chú Lữ cũng phải chia tay với bức tranh thôi. Vì rất nhiều người cảm nhận được điều đấy. Vì nói đến cái phần cái ngã trong sáng tác thì tôi thấy nhà điêu khắc Đào Châu Hải có vẻ có một cái điều muốn nói. Chắc chắn anh có cái tâm tư của anh khi mà động đến cái vấn đề sáng tác và vấn đề cái bản ngã. Xin mời ạ. Tất nhiên là có nhiều điều muốn nói, cũng không cần thiết phải... Thôi được rồi. Tôi nghĩ trở lại câu chuyện trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, nó liên quan đến cái chủ đề chính, nghĩa là vẽ gì cũng là vẽ chính mình. Trong đó có liên quan đến cái tôi, cái ngã hay là cái gì đấy. Còn thì tôi nghĩ nó đơn giản là chúng ta gọi là phẩm chất của một họa sĩ, phẩm chất của một nghệ sĩ, phẩm chất của một
nhà thơ. Dùng cái từ phẩm chất thì nó phổ cập và nó dễ hiểu hơn. Tôi thực ra tôi mới quen anh Trịnh Lữ không được bao lâu. Tôi quen cũng rất tình cờ. Tôi đi ngang qua cái phố cổ. Ở trong đấy tự nhiên đấy cũng có một cái triển lãm mỹ thuật để tên anh Trịnh Lữ ở trong một cái địa chỉ rất là nhỏ và khiêm tốn. Có nghĩa là cái tầng trệt của một cái khách sạn mini. Tôi chỉ nhớ có thế thôi. Ở đấy tôi vào, tôi tự vào, chứ tôi cũng không được mời. Tôi xem tranh thì tôi cảm thấy ngay là có một cái gì đấy nó rất hấp dẫn và nó đúng cái suy nghĩ của mình. Là cái người họa sĩ này, người ta đang làm một cái việc mà nó giản dị nhưng mà nó đúng nhất theo quan điểm của ông ấy. Cái mà chúng ta vẫn tự hỏi là thế nghệ thuật để làm gì đấy? Hay là câu ngày hôm nay của anh Lữ là vẽ gì cũng là vẽ chính mình. Thì tôi cảm thấy tranh của ông họa sĩ ở cái cuộc triển lãm ấy cách đây cũng phải 7-8 năm anh Lữ nhỉ? Mà 15, chắc là 7 năm rồi. Thì lần đấy tôi mới nhìn thấy là từ lâu lắm tôi mới nhìn thấy có một ông họa sĩ mà tôi lại không được biết đến mà lại vẽ theo cái quan điểm rất là giản dị và nghề nghiệp và chuyên nghiệp. Đấy là cái điều tôi ít thấy ở Việt Nam. Thậm chí là cái người ấy tôi không quen biết mà không biết ông này là ông nào cả. Thế hôm ấy tôi vào xem thì tôi còn nhớ là tôi gặp một người quen, đó chính là họa sĩ Trịnh Tú. Thì ông Tú ông đứng ở cổng, ông nhìn thấy tôi vào, ông còn hỏi là thế mày đến đây làm gì? Thế bảo thế ông ấy là anh bây giờ anh quên nhiều thứ quá. Thế tôi mới trả lời anh Trịnh Tú vì tôi với anh Trịnh Tú đã biết nhau từ rất lâu. Anh em quý trọng nhau lắm. Tôi còn trả lời ông Trịnh Tú là em vào xem tranh. Thì ông này ông mới nói là ông Trịnh Lữ là anh tao. Thì tôi biết là hai anh em là có quan hệ. Chứ còn gia đình cũng như họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc như Trịnh Tú là tôi đã được biết từ thời còn rất trẻ. Thế nhưng mà tôi ngạc nhiên là tại sao ở Việt Nam lại có một cái ông họa sĩ ông ấy vẽ theo cái quan điểm này. Bởi vì cái quan điểm của tôi là thực ra có rất nhiều những cái xác nhận, cái xác định, cái định nghĩa về hội họa, về nghệ sĩ. Thí dụ như là vẽ gì cũng là chính mình, nó chỉ là một vế thôi, chứ nó không phải là tất cả. Có những người không phải là như vậy, có những người không phải là như vậy, có những người không phải là họ triển khai, họ thực hiện cái con đường nghệ thuật, thực hành con đường nghệ thuật của họ theo cái cách đó, mà theo rất nhiều cách khác nhau. Thế thì anh Trịnh Lữ là một cái sự lựa chọn mà nó đúng với cá nhân mình. Thì tôi thấy đấy là chính xác. Thí dụ như là tại sao anh ấy vẽ những cái bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, chân dung mà mình thấy thích là bởi vì mình nhìn thấy ở trong đó là anh ấy trung thực với cái nhìn của mình. Mà cái sự nhìn ấy được biểu hiện ra bằng ngôn ngữ và phong cách hội họa của anh ấy chứ không phải là của ai khác cả. Thì đấy chính là cái câu mà chúng ta vẫn nhìn thấy là vẽ chính mình. Và hơn nữa là những người vẽ như thế này, theo cách này là người ta đã lựa chọn một cái cách sống cho mình, cái cách nhìn và cái cách nhận thức cho mình với thực tại khách quan. Cũng giống như tất cả, có rất nhiều họa sĩ vẽ phong cảnh thôi, thí dụ như Pissarro chẳng hạn, Levitan chẳng hạn, là các ông ấy cũng vẽ như vậy. Mặc dù chính trị nó thay đổi, thời cuộc nó thay đổi, lịch sử nó thay đổi, nhưng phong cảnh nó vẫn như thế, con người nó vẫn như thế, hoa sen, đúng không ạ? Thì đấy là những người ta đã lựa chọn cho mình một cái quan điểm mang tính, mang cái mà tôi nghĩ là gọi là cái đức tin, cái tôn giáo mà mình lựa chọn là đúng. Thì chính vì thế mà anh Lữ anh ấy bảo tao, bảo tôi là mày viết mấy lời cuối sách cho tôi. Tôi viết là như vậy, tôi viết rằng là đấy là một cái gì đấy mà anh ấy tin rằng là cái cuộc sống này là tươi đẹp,
con người này là tử tế. Anh ấy tin vào điều ấy và anh ấy vẽ theo cái đức tin của mình. Thì đấy có thể là gọi là cái gì đấy mà như là các bạn vẫn nói là hiện thực hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng mà đấy là cách lựa chọn hiện thực của Trịnh Lữ thì tôi cho là đúng. Thế còn có những nhiều người khác, người ta lựa chọn cách khác, người ta không tin vào cái, người ta không tin vào những con người này, mặc dù có người nọ người kia, người tốt người xấu, nhưng người ta không tin. Người ta muốn triển khai nghệ thuật của họ là để đi tìm cái đức tin khác, đức tin mới. Thì đấy là những người mang cái mô hình khác, rất khác với cái mô hình Trịnh Lữ. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy là một câu chuyện không liên quan đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ như vậy. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Đào Châu Hải. Tôi không muốn nói nhà điêu khắc nữa, nó dài quá. Không biết thời gian thế này nhờ ban tổ chức xem là đã đủ cho cái phần tọa đàm chưa, hay là nói tiếp, hay là đến cái phần giao lưu khán giả qua online thế nào nhỉ? Nếu không chúng tôi lại nói tiếp và chắc là một tiếng nữa cũng chưa xong đâu. Người hết đời. Vì các họa sĩ như chúng tôi cũng hay thân thiết ngồi với nhau là thường đi ăn sáng với nhau khoảng 4 tiếng ạ. Trà dư tỉ hội và câu chuyện nghệ thuật thì không bao giờ hết. Tôi cũng thời gian còn thì cũng chia sẻ nôm na một tí. Thực ra mà nói rất nhiều người bảo cái kiểu quan niệm nghệ thuật và vẽ vời như ông, sao ông lại chơi mà thích tranh ông Trịnh Lữ nhỉ? Cũng nhiều người lại bảo là mẹ cái kiểu như là như ông Trịnh Lữ thì sao ông thích được tranh của ông Thành Chương, hai thái cực hoàn toàn âm dương không bao giờ giống nhau ấy. Anh Trịnh Lữ nghe là chuẩn chỉ, nghiêm túc, lịch sự, nhã nhặn, kinh điển bao nhiêu thì ông Thành Chương là ngổ ngáo, phá phách, linh tinh từ còn bé. Khi đi học ở trường thì tôi luôn luôn là, nếu mà về học cơ bản thì tôi luôn luôn là số 1 lớp luôn, không có số 2. Vẽ rất chuẩn, rất chính xác. Nhưng mà khi mà đã vào sáng tác thì tôi phá phách coi như là linh tinh. Tất cả những cái gì mà nhà trường cấm kỵ thì tôi dùng hết. Tất cả gì cấm thì tôi sử dụng vào tranh của tôi. Đấy là từ bé tôi đã như thế rồi. Thế thì ở đây tôi muốn nói là thế này. Thực ra là tôi với anh Trịnh Lữ mà không quý nhau, không thân nhau mới lạ thế. Vì nó là một cái quan hệ mà tôi nghĩ nó không còn là cái quan hệ bình thường nữa, mà nó là cái quan hệ nhu cầu không thể thiếu. Tôi quá thiếu cái phần của anh Trịnh Lữ. Nó lịch sự, nó nghiêm cẩn, nó nhã nhặn, nó như thế. Còn tôi thì anh Trịnh Lữ lại thiếu cái của tôi, như đôi bạn chân tình của Hermes. Nó bổ sung cho nhau. Thế cho nên là tôi nghĩ là đây không còn là một cái quan hệ không thể, mà nó là không thể thiếu. Đây là quan hệ chính đáng. Chính đáng, rất là đấy. Thì trong nghệ thuật nó như thế. Mà cái đó nó không phải như thế là tôi mất cái của tôi và anh Trịnh Lữ mất cái của Trịnh Lữ. Tôi làm gì thì cũng là tự họa và anh Trịnh Lữ vẽ gì thì cũng là tự họa. Cuối cùng mỗi một người đều có một cái rất là cá tính, rất là riêng biệt của mình. Và làm cái gì thì cũng là cái con người đấy thôi. Và đặc biệt là trong sáng tạo nghệ thuật thì cái tôi luôn luôn là số 1. Tôi luôn luôn nghĩ như thế. Trở lại ý kiến của Trương, nhưng mà trước đấy của Hải. Hải, mình muốn nói cái này để cho nó đánh thông. Hải nói rằng có cái mô hình khác nhau ấy. Thì mình sợ mọi người sẽ nghĩ rằng thì là vẽ gì cũng là tự họa thì nó cứ phải vẽ giống mình thì mới là như thế. Không phải. Cái này, cái quan niệm này mình nghĩ rằng nó bao trùm tất cả những cái tính cách khác nhau. Ngay cả những cái người mà người ta vẽ để mà làm cái gì khác thì nó cũng bộc lộ luôn là anh này anh đang làm, anh muốn làm một cái gì khác. Tức là cái con đường đi của anh nó như thế. Đúng không? Thì người ta nhìn thấy ngay. Người ta sẽ nhìn thấy ngay tất cả mọi thứ, dù anh làm cái gì,
Nhưng mà nếu như một cái người xem tranh mà có kinh nghiệm hoặc là có tình yêu nghệ thuật thực sự, người ta sẽ phát hiện ra cái con người ở đằng sau cái bức tranh ấy ngay. Thì đấy, cho nên cái khái niệm mà vẽ gì cũng là tự họa mà mình nghĩ, nó không phải là để áp dụng cho một vài cái mô hình nào giống mình cả. Mà mình nghĩ rằng nó hoàn toàn là nó ai cũng vậy cả. Cho dù là anh con đường của anh như nào, con người của anh như nào. Và con người ta lại còn đa nhân cách nữa. Nó thay đổi trong cả suốt quá trình trong cuộc đời mình chứ. Mình cũng không thể biết trước được thì này là sau này mình sẽ như thế nào. Nhưng mà bất kỳ khi nào mà mình vẽ, nó cũng sẽ ghi lại cái dấu ấn cái con người của mình cái lúc ấy. Tại sao mà nhiều họa sĩ Đông Dương trong thời kỳ đi học thì khác hẳn, thời kỳ sau này khi về lại khác hẳn? Thì đâu là họ, đâu là họ cả. Nhưng cái giai đoạn trước họ như thế, giai đoạn này họ như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó có thể áp dụng, nó có thể nó là một cái nói chung. Cho nên mới dám lấy cái đấy để mà làm tên sách. Mà hơn nữa đến khi mà hôm trước đứng ở đây và có các bạn đây hỏi là chúng cháu cần cái tiếng Anh của cái tên sách này thì bác dịch như thế nào, thì Vân Vi cũng đưa ra cái cách dịch của Vân Vi ngay cho mình thế xong rồi. Nhưng mà về sau thì may hôm đấy có cô con gái tôi, nó cũng ở đây, mà con gái tôi thì nó quen làm việc bằng tiếng Anh hơn, thì mình cũng hỏi nó, thì cuối cùng là hai bố con đầu tiên là đưa ra một cái đầu đề gọi là Every painting is self-portrait. Đấy, tức là bất kỳ một cái gì đều là self-portrait. Thế nhưng mà sau đấy thì lập tức là đổi lại ngay. Và chúng tôi thấy rằng, nói rằng painting không có S gì. Painting là cái chữ nó có nghĩa là cái việc vẽ, cái hành động vẽ. Painting as, như là self-portraiture, như là một cái thể loại mà tự họa, tức là anh vẽ cái gì thì nó cũng là một cái thể loại đấy. Thì về sau này tôi mới phải post lên trên Facebook, bởi vì cũng có nhiều người cứ hỏi, họ muốn giới thiệu bằng tiếng Anh ấy, thì là cũng phải nên dùng là như vậy thì nó đúng hơn, và nó cũng tránh một cái không khí là nó hơi là một cái câu tuyên bố, nó có tính cách là khái quát quá. Chính là trong tiếng Việt này thì nó làm cho nhiều người nghĩ rằng là anh khẳng định một cách cho nó hơi quá, anh bảo y cũng là tự họa, đến cái câu đấy mà thì nó thành ra khi mà nói lên ra tiếng ấy, thì nó có cái không khí đấy. Nhưng mà tiếng Anh mà nếu như mình nói là painting as self-portraiture thì nó nhẹ nhàng nhưng mà nó đúng, mà nó vẫn đúng. Thế thì tôi mong rằng quý vị đọc cái tiếng Việt của tôi thì đừng nghĩ rằng đấy nó là một cái tuyên ngôn gì, mà đấy nó chỉ là một cái quan niệm đấy, mà tôi cho là quan niệm đúng. Còn cái cuốn sách này thì tôi nghĩ rằng tôi cũng là để chia sẻ với tất cả mọi người ở nhà thôi, cho nên là tôi cũng không có ý định làm song ngữ như là cái cuốn sách tôi làm cho bố tôi. Vì tôi nghĩ rằng mình cũng chả vì gì mà phải có tiếng Tây vào đây làm gì. Vâng, thế thôi. Đây nó thích thì nó đi mà dịch. Buổi nói chuyện hôm nay thật là thú vị, và bản thân tôi là người trẻ, và đối với các anh các chú là bậc đàn anh và là bậc cha chú, tôi được học được rất nhiều điều từ sau buổi hôm nay. Bản thân nghệ thuật nó phát triển, và bản thân một con người ấy, nó cũng bị chi phối bởi rất nhiều điều. Thứ nhất là yếu tố gia đình, như họa sĩ Trịnh Lữ tôi cũng vừa nói qua, hoặc họa sĩ Thành Trương và nhà điêu khắc Đào Trương Hải, đều là những được xuất thân trong gia đình có truyền thống. Rồi chưa kể là họ lại bị chi phối bởi hoàn cảnh xã hội, rồi giáo dục. Bản thân họ lập gia đình cũng đã thay đổi nhiều điều. Có nhiều không ạ? Cũng không phải là nhiều thì cũng là ít, nhưng mà cũng không phải là quá ít đâu ạ. Rồi là chưa kể đến những cái yếu tố khác tác động đến họ, ví dụ như là cái thời đại, rồi yếu tố của công nghệ làm cho người ta thay đổi rất nhiều, nên bản thân họa sĩ cũng bị chi phối như vậy. Cách đây không lâu thì có một... họa sĩ Nguyễn Quân có nói trong một cái buổi trong cái buổi khai mạc triển lãm nhóm hiện thực tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông có nói là có một lần có một người nước ngoài đến xem một triển lãm tại Việt Nam vào những cái thời kỳ hiện thực xã hội chủ nghĩa,
ông xem qua ngó vào, nhưng ông mới hỏi là tại sao giấy mời là đây là triển lãm một nhóm họa sĩ mà tôi nhìn qua đây là triển lãm cá nhân thì phải. Có nghĩa là gì? Giống nhau hết ạ. Ngay bây giờ ở Triều Tiên các họa sĩ cũng đang bị tình trạng vẽ giống nhau, tức là họ không được là chính mình. đấy là những cái giai đoạn mà chúng tôi may quá là không bị trải qua, và các anh các chú đều bị trải qua hết. Thì đúng là để tìm một cái cho chính mình là khó, và họ cũng buộc phải vượt qua rất nhiều. Hoặc như họa sĩ Đào Châu Hải cũng nói về bản thân, anh ấy cũng thử thách chính mình để tìm mình, đặt mình vào thế khó. Cho nên sáng tác là một cái quá trình không ngừng nghỉ. Và họa sĩ có khi đến cuối cùng mới biết được mình là ai, và người ta định nghĩa mới biết mình là ai. Quan trọng nhất họ sáng tác bằng đúng cái tâm của mình. Và họa sĩ Trịnh Lữ cứ nói là gì? Cái ngã của họa sĩ cuối cùng là gì? Nó chỉ bằng cái bàn tay thôi. Tức là nó rất nhỏ trong một thiên nhiên rộng lớn. Vậy nó cũng gần quan điểm của Đạo Phật là không đưa quá cái mình vào trong đấy. Trong cái đó họa sĩ Thành Trương lại nói rằng phải coi trời bằng vung, chứ không phải coi vung bằng trời như nhiều người nói. Thế thì câu chuyện nghệ thuật nó không bao giờ có hồi kết. Và như Grundrisse, một tác giả rất lớn về lịch sử mỹ thuật, cũng đã từng nói một câu rất nổi tiếng, đó là gì? Không có tiến bộ trong nghệ thuật. Có nghĩa là nếu mà có tiến bộ trong nghệ thuật thì sẽ bị đào thải. Nhưng mà đến bây giờ người ta vẫn phải xem gốc gác từ tranh thời nguyên thủy cho đến phục hưng cho đến hiện đại và hậu hiện đại đều bổ sung cho nhau. Và câu chuyện này sẽ còn được tiếp tục nếu như mà chú Lữ bốn anh em và mời cả chị Vi Vân Vi đi chỗ nào đấy nói tiếp thì nó cũng sẽ không có hồi kết ạ. Và kết thúc thì xin mời chú Lữ nói vài câu trước khi đặt câu hỏi. Không, đừng kết thúc vội, bởi vì Vân Vi nó còn nói. Em còn nói hơi lâu. Em vừa mới nghe bác Lữ chia sẻ về những cái gọi là quan điểm của bác ý trên cái chủ đề là vẽ gì cũng là tự họa. Thì xin phép chia sẻ với mọi người một cái chiều ngược lại. Tại vì em là người đứng ở trong triển lãm và có rất nhiều người xem đến đây, và họ cũng chia sẻ những cái cảm giác của họ về tranh của bác Trịnh Lữ. Ví dụ như là cái bức núp hoa tựa sách kia, khi mà mọi người đến xem ý, thì có một cái hay là mỗi người ta lại chia sẻ một cái ý nghĩ khác nhau về bức tranh đấy. Có lẽ là đấy cũng là bức tranh mà khiến cho nhiều người ta đặt tâm tư suy nghĩ vào trong đó. Và em mới sực nhớ đến là đúng là chưa chắc là những cái ý người ta hiểu trong từ cái bức tranh đó nó đã là những gì mà bác Trịnh Lữ vẽ ra. Vì từ phía họa sĩ thì vẽ gì cũng là tự họa, còn từ phía người xem thì xem gì cũng là trải nghiệm cái cảm giác của bản thân mình. Vâng, em muốn chia sẻ điều đấy thôi ạ. Đấy chính là cách nói của người song hành với người trong cuộc, tức là người là cầu nối giữa họa sĩ và công chúng. Thì rất cảm ơn Vân Vi đã có những cái phát biểu như vậy, chia sẻ như vậy. Để tiếp theo sang cái phần 2 là phần giao lưu với cả quý vị độc giả, về khán giả. Thì nó có hai cái mục, là cái phần là quý vị đã hỏi câu hỏi từ trước khi có cái buổi nào nói chuyện này, họ đã đăng ký câu hỏi từ trước. Và thứ hai là những câu hỏi online, những cái câu hỏi mới có. Thì tôi xin ưu tiên những câu hỏi trước nhé. Và ở đây thì có thể là câu hỏi này có thể dành riêng cho họa sĩ Trịnh Lữ, và thậm chí có những câu hỏi dành riêng cho nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Và cũng có những câu hỏi là hỏi chung thôi, vì lúc đấy thì có thể tùy, chúng ta có thể tự chia sẻ nếu như thấy cần thiết ạ. Tôi xin nói về cái câu hỏi trước. Ở đây bạn Hành Trinh vì là không có dấu. Em muốn hiểu thêm về các lớp ý nghĩa trong tranh của họa sĩ. Thì cái từ họa sĩ đây là chắc là nói về chú Trịnh Lữ đấy, đúng không ạ? Em muốn hiểu thêm về các ý nghĩa trong tranh của họa sĩ. Và họa sĩ trả lời được không ạ? Cái tranh nó cũng như là những cái vật thể mình nhìn ở ngoài, tự bản thân nó chả có nghĩa gì cả. Tất cả những ý nghĩa ở đời này là do mình gán cho thế giới bên ngoài mà thôi. Còn bản thân nó nếu như là nhìn một cách con mắt vật lý khoa học thì chả có cái gì nó có nghĩa. Ngay cả bản thân cuộc đời của mình, tất cả những ý nghĩa của đời mình hay là của bất kỳ một cái gì là đều do mình phải assign cái meaning cho nó. Mình là cái người làm ra ý nghĩa và tìm ra ý nghĩa cho mình, cũng cho là như mọi người. Cho nên là cái câu hỏi đấy thì phải nói rằng bạn xem tranh nên tự mình
tự mình tìm thấy những ý nghĩa trong đấy, chứ còn hỏi cảm nhận như thế nào thì nó sẽ đưa đến những cái ý nghĩ riêng. Chứ còn nếu mà bảo họa sĩ giải thích cái đấy, làm sao mà giải thích được, đúng không? Mà mình cũng không thể nào áp đặt những cái ý nghĩa của mình cho người ta, có phải không ạ? Thế thì rất cảm ơn hỏi, nhưng mà xin phép trả lời như vậy. Các họa sĩ có ý kiến gì nữa không ạ? Về cái câu này có thể là bổ sung cho cái câu trả lời của họa sĩ Trịnh Lữ. Và nếu không thì tôi sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo. Tôi sẽ đọc câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Đoàn Bảo Chi. Trước khi vẽ theo ý thích, chúng ta cần học cơ bản những gì, tài liệu nào để có căn bản về hội họa? Câu này là hỏi chung các nghệ sĩ đấy ạ. Vâng, có lẽ tôi cũng thay mặt họa sĩ Trịnh Lữ trả lời câu này, vì bản thân tôi cũng dạy cơ bản 20 năm tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Thì cũng rất may cho các họa sĩ là cho các người mà yêu nghệ thuật ấy, là họ có thể học nhiều cách. Họ học theo trường quy, mà họ cũng có thể học qua mạng, học online qua nhiều khóa. Nhưng mà những tài liệu bây giờ thì nó rất sẵn, cho nên là thậm chí cũng có thể học tại nhà bằng sách cũng được. Ví dụ như có những quyển vẽ là bí quyết vẽ màu nước, bí quyết vẽ sơn dầu, hoặc là lịch sử mỹ thuật có quyển của Grundrisse, đây cũng là đã rất là đủ rồi. Tuy nhiên là nên có học theo lớp, bởi vì sẽ có thầy. Bởi vì cái từ tự học ấy, nó khác với cả về học ở đại học ở chỗ là gì? Mặc dù có thể được học như nhau, nhưng mà cái việc chấm điểm ấy, nó sẽ giúp chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu và chúng ta có những ưu nhược điểm gì. Cho nên là nên học các cái khóa có thầy. Việc khóa học là thầy sẽ là người kiểm định. Còn việc tự học là rất là cần thiết, là chúng ta phải tự học. Câu hỏi tiếp theo của bạn Bambi. Hội họa có những nguyên liệu cơ bản để tạo nên tác phẩm nghệ thuật, thể hiện bản sắc riêng của mỗi họa sĩ. Vậy với người trẻ hiện nay ở Việt Nam, nên dùng nguyên liệu gì để định hình vẽ, nên định hình và vẽ nên khái niệm bản sắc? Dạ, câu tức là không có câu trả lời hoặc là trả lời lại mất 2 tiếng. Nói đơn giản như này là tôi nghĩ là nên học tập cái trường Bauhaus ấy. Là đầu tiên là họ chỉ cho anh tiếp xúc với tất cả các vật liệu có, và bản thân anh trong cái quá trình làm, tự tay làm ấy, tự tay làm thì anh sẽ tìm ra, anh sẽ thấy rằng anh có cái quan hệ là hay nhất đối với cái gì, bê tông hay là sắt hay là đá hay là gỗ hay là các thứ, nó có đủ các loại vật liệu cho cả kiến trúc lẫn nghệ thuật. Thế nhưng mà đầu tiên là người ta cho anh tiếp xúc hết và anh làm đủ mọi thứ bằng những vật liệu đấy. Và anh tự tìm ra cái gì nó cộng hưởng với anh mạnh nhất thì anh sẽ dùng cái đấy để mà làm cái vật liệu chính của mình. Ở đây rất là hay, là vì 4 người đang làm nghệ thuật ở đây thì đều chọn cho mình những chất liệu nó hợp. Ví dụ như là họa sĩ Trịnh Lữ thì tất nhiên là về sơn dầu là nền tảng, nhưng mà thực ra ông rất nổi tiếng ở chất liệu phấn màu. Đấy là một cái chất liệu ở Việt Nam rất còn mới lạ, và thậm chí họ cứ nghĩ phấn màu là bị hạn chế, nhưng mà nếu mà xem những bức chân dung ở trong này thì cũng là giật mình thật. Nó hơn cả sơn dầu nếu như ở một khía cạnh nào đấy về cái độ dung cảm và thậm chí cái chất của nó trên cái mặt giấy đấy. Thì đấy là họa sĩ đã chọn một chất liệu riêng hợp. Và bây giờ năm nay thì mốt của năm 2022 là màu sắc là người ta là cái màu pastel là lên ngôi. Thế là họa sĩ bắt đúng trang rồi đấy ạ. Tức là cái phấn màu là lên ngôi. Tất cả cái màu trong nội thất đều rất ấm và đều xốp. Thế còn họa sĩ Thành Trương lại chọn cho mình một chất liệu sơn mài. Nhưng mà cái sơn mài Thành Trương nó không giống bất cứ cái sơn mài nào mà ở Việt Nam đã từng có, mà người ta cứ tôn trọng và người ta đề cao cái thứ sơn ta. Và thậm chí có một nhóm sơn ta đứng lên là nói rằng ai mà vẽ sơn Nhật vào đây là không được vào. Thậm chí đang vào thành viên mà vẽ sơn Nhật là sẽ bị ra khỏi. Nhưng mà họa sĩ Thành Trương thì không nghĩ vậy. Và ông cứ vẽ một thứ tranh sơn mài mà không ai vẽ được, và cũng ông cũng không vẽ giống ai cả. Đã chọn cho mình cách riêng và đúng như tính cách của họa sĩ. Còn như ta đã nói về anh Đào Trường Hải đã dùng chất liệu, những chất liệu rất khó, sắt, thép, và nó rất là lạnh và khó tạo hình. Thì còn riêng tôi thì tôi vẫn chọn sơn dầu là một cái chất liệu nó đa dạng để mà đi hết con đường của mình với hiện thực.
Ở đây có thêm bạn Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi câu cuối cùng trong cái những bộ câu hỏi đặt trước. Hành trình sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Trịnh Lữ. 2 tiếng đủ không ạ? Vâng, cảm ơn đã có câu hỏi về bản thân tôi. Nhưng mà mời bạn đọc quyển sách của mình thì bạn sẽ biết. Vâng, chứ còn tôi nói bây giờ tôi cũng không, cũng lại lẫn lộn ấy, bởi vì là nó không thể nhớ luôn. mình nói về mình nó khó lắm, nó cứ viết ra từng mẩu rồi cóp nhặt lại thì còn được. Vâng. Vâng, thế là xong cái phần câu hỏi đặt trước. Và hôm nay thì có những câu hỏi trong buổi sáng hôm nay đây, livestream. Bạn Lê Quý Bảo Khánh, nhà điêu khắc Đào Châu Hải có thể kể về kỷ niệm lúc sáng tác tác phẩm Cột Tự Do mới tại Côn Đảo hay không? Cái này chắc chắn là dành riêng cho cho anh Đào Châu Hải. Cái mic kia có được không? Xin cảm ơn câu hỏi. Thực ra đây không phải là một cái công việc tôi mới làm. Tôi làm cái công việc này cách đây 15 năm rồi, trong một cái tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại Côn Đảo. Thì cái tên gọi cũng như là cái nội dung hiểu theo nghĩa văn học của một cái công việc giống như là một bức tranh, một kiến trúc, một cái hình thể điêu khắc ấy, thì nhiều khi nó chỉ mang cái tính chất gợi ý thôi. Nó gợi ý cho cái sự liên tưởng, gợi ý cho cái sự hình dung của những người người xem, người thưởng ngoạn là chủ yếu. Chứ còn cá nhân, người họa sĩ hay là người sáng tác ấy thì không quan trọng, trọng lắm đến cái vấn đề đặt tên cho cái tác phẩm của mình. Nó tên là gì? Ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng là thí dụ như cá nhân tôi thì tôi đánh số theo thứ tự, theo cái sáng tác của mình, như là làm vẽ một bức tranh, làm một cái hình thể điêu khắc ngày 25 tháng 12 năm 2021 thì tôi xếp tất cả con số ấy vào liền với nhau. Thì đấy là để đánh dấu vào cái thời gian mà tôi thực hiện. Thế còn trở lại cái câu chuyện mà bạn hỏi là cái nội dung của cái Cột Tự Do, thì lúc bấy giờ chúng tôi ra sáng tác ở trại sáng tác điêu khắc Côn Đảo thì có một cái chủ đề mà cái người tổ chức và nhà đầu tư người ta đặt ra là các anh các bạn có thể làm bất cứ cái điều gì xung quanh cái câu của cái lịch sử của cái hòn đảo này, tức là Côn Đảo. Mà Côn Đảo thì nổi tiếng nhất là sự bóp chết và giết chết tự do, đúng không? Đấy là cái tên gọi nó đúng nghĩa nhất. Ngoài ra nó có rất nhiều những cái khác, thiên nhiên, hoang dã, phong cảnh. Thì chúng tôi vẫn đến đấy nhiều lần làm việc thì chúng tôi vẫn nói chuyện đùa với nhau. Đây là một cái thiên đường cuối cùng tại Việt Nam, Last Paradise. Nó đúng là nghĩa như vậy. Thế thì bên cạnh cái vấn đề đấy thì lại có cái vấn đề nổi cộm của lịch sử là cái nhà tù rất nổi tiếng. Cái mà rất nhiều người đã bị cướp mất tự do, bị chôn vùi tự do tại cái hòn đảo đó. Thế thì cái tên gọi cái Cột Tự Do chắc chắn là nó cũng có liên quan đến cái câu chuyện mà tôi vừa nói, đến cái thiên nhiên hoang dã, đến cái đời sống rất đáng sống như Trịnh Lữ nói, và bên cạnh đó là một cái nhà tù và một hệ thống nhà tù khổng lồ, cướp và giết và bóp chết tự do của hàng ngàn, hàng vạn người. Thì đấy là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Xin cảm ơn. Hai câu hỏi nữa. Họa sĩ Trịnh Lữ chia sẻ những cuốn sách từng dịch, những tác phẩm có ảnh hưởng đến tính cách và phong cách hội họa của chú ra sao ạ? Đoàn Minh Anh. Ở trong sách hình như tôi cũng có nói, có viết rằng thì là những cái tôi đọc, những cái tôi viết, những cái tôi dịch, nó cũng là những cái ghi chép trong cái quá trình tự học hỏi của mình. Và tất nhiên là nó ảnh hưởng cũng rất là sâu sắc đến cái cách nhìn, cách vẽ của mình nữa.
Thế bởi vì là trong những cái quá trình, nhất là trong hơn 20 năm tôi ở bên Mỹ, thì cũng có cơ may là mình ở địa phương nào ấy, thì mình cũng có giao du với cái giới họa sĩ ở đấy, tham gia những cái triển lãm với họ, tham gia những cái hội chợ của họ, thế rồi thì cùng đi vẽ với họ. Thì mà trong đó thì khi mà trường đại học thì cũng tranh thủ mà học thêm rất nhiều những cái vấn đề về hội họa. Thế cho nên là tất cả những cái mà từ chữ và từ kinh nghiệm sống tiếp xúc với bên ngoài như thế, nó cũng ảnh hưởng đến cái cách nghĩ, cách nhìn và cách cảm của mình. Chứ nó không phải là không. Bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy là những cái năm ở bên ngoài và đi nhiều nơi ấy, nó cũng khiến cho mình trở thành mình như bây giờ. Chứ còn nếu như mà mình chỉ ở nhà như là ngày xưa thì không biết, chắc là không biết nó có được bây giờ, nó có nhiều bây giờ hay không, chắc là nó sẽ khác một chút hay thế nào đấy, không, cái đấy cũng không biết được. Nhưng mà câu hỏi như vậy thì mình nghĩ rằng thì là tất cả những cái về chữ nghĩa nó đều gắn liền với lại, gọi là với lại cái mẫn cảm của mình về thế giới, về bản thân, thì tất cả những cái đấy nó đều quyết định trong những cái chuyện mình vẽ. Khi thời điểm anh Đào Châu Hải là sáng tác bộ tượng tại Côn Đảo thì là bên Cung Văn Hóa cũng có tác phẩm của sĩ Nguyễn Phú Cường về Công Nông Binh. Tôi cũng hỏi vui anh Hải là sao anh không chọn địa điểm gần trường cho nó tiện mà anh phải đi tận xa như thế. thì là anh bảo, anh ấy nói vui và thôi tài hèn đứng mọn đi chỗ đấy nó khuất mắt. Và thực tế đúng là những lời chia sẻ cũng như là quan sát tác phẩm cũng như là cả cái quá trình làm việc của anh Hải thì tôi thấy rất là phục anh ấy. Anh ấy tìm hiểu sâu không những câu chuyện về cái đề tài mà cả cái vùng đất, cảnh quan và cả về lịch sử, cho đến những tác phẩm của anh thường là đọc lại những cái điều rất hay và có thể viết những quyển sách về các tác phẩm của anh. Như cái bộ mới rất hay, quý vị có thể tìm hiểu qua, bây giờ cũng chả biết tìm hiểu ở đâu vì là rất tiếc cái bộ đấy chỉ bày trong 2 ngày, một ngày ấy nhỉ, một ngày duy nhất tại một cái gallery nhỏ thôi, và cái bộ đấy rất là ấn tượng. Thế sau đó thì là đáng nhẽ anh chị sẽ bày tại Hà Lan và sẽ có những cái truyền thông, nhưng mà do dịch thì có lẽ quý vị sẽ tìm hiểu sau. Và và đây là câu hỏi cuối cùng để kết thúc. Hàm Anh Phan Thúy Hàm hay là Hào Anh gì đó, Phan Thúy, tức hai người cùng hỏi. Nghệ thuật phải là hay và đẹp, nhưng nên là hay và đẹp thì mỗi người một quan niệm. Các họa sĩ có thể nói về quan niệm, ý riêng của mình để khán giả hiểu được thêm không ạ? Tức là hay hoặc là đẹp. Nhưng là hay và đẹp thì mỗi người một quan niệm. Các họa sĩ có thể nói về quan niệm riêng của mình để khán giả được hiểu thêm không ạ? Câu này hình như dành cho họa sĩ Thành Trương. Kết thúc. tôi nghĩ cái câu này là cái câu nghĩa là rất là khó trả lời. Vì có những cái lĩnh vực mà không có đúng sai, phải trái và không có hồi kết nếu chúng ta đưa ra để mà tranh luận. Chính trị chẳng hạn, bây giờ thì ông theo tư bản, tôi theo xã hội chủ nghĩa mà tranh luận thì không bao giờ có hồi kết. Khẩu vị cũng vậy. Ông thích món này, ông ca nó như rời, mà tôi thấy nó thì tôi khiếp kinh, mà hai ông ngồi bàn với nhau về khẩu vị, về ẩm thực thì không bao giờ có hồi kết. Nghệ thuật cũng như thế. Ông thấy hay chết đi được mà đòi cho Nobel cho nó, mà ông cũng bảo thì vứt đi thôi, nhìn tôi chả thèm nhìn. Thế thì trong lĩnh vực này tôi nghĩ là không bàn. Chúng ta hãy cảm nhận theo đúng cái tình cảm của mỗi người. Thế còn tất nhiên cái gì cũng thế, nó cũng có một cái mẫu số chung. Nó có cái mẫu số chung, cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, nó cũng sẽ có cái mẫu số chung. Và cái đấy nó sẽ là có cái thời gian nó sẽ trả lời. Nó sẽ tồn tại, nó sống hay là nó chết. Nó hay thì nó sẽ còn, mà nó không hay thì tự nó sẽ bị đào thải, nó mất. Chứ còn bàn cãi thì nó vô cùng. Thế ở đây thì tôi có một cái trở lại cái câu chuyện mà cái cuộc trao đổi này nó mấu chốt là vẽ gì cũng là tự họa. Thì tôi nghĩ rằng là, như tôi nói ban đầu ấy, là con người ta sinh ra là bố mẹ sinh ra, nhưng rời sinh tính.
mà đã rời sinh tính thì nghĩa là giang sơn thay đổi, chứ bản tính thì khó rời. Thế cho nên là cái việc mà anh làm gì thì cũng là nó lộ ra là anh là con người như thế nào thôi. Không cứ là trong nghệ thuật và mọi hành động, mọi cái cư xử, cách sống trong cuộc sống, người ta sẽ thấy anh là ai, đều là tự họa hết. Cho nên ở đây tôi muốn nói về chúng ta có một cái thời kỳ, như ban nãy tôi có nói qua, là mình không phải là mình. Thì có một câu chuyện thật của chính tôi với lại giảng viên ở trường mỹ thuật là thầy Huy Oánh. Thầy là cái người nghĩa là dạy tôi cái năm còn tôi còn theo học ở trong nhà trường. Và tôi là cái người như ban nãy tôi cũng trò chuyện là về cơ bản thì tôi lúc nào cũng là 5 điểm, là số 1 luôn. Và tôi còn chữa bài cơ bản cho các anh học lớp trên nữa cơ. Chứ không phải là... Nhưng khi sáng tác là tôi hoàn toàn tự do. Sáng tác theo cái suy nghĩ, theo cái cá nhân của mình. Tôi như thế nào tôi vẽ như thế. Và luôn luôn bị điểm kém. Luôn luôn bị điểm kém. Tôi đã bị chấm điểm 1. Không phải một lần. Bởi vì khi sáng tạo không theo cái chung mà giống tất cả mọi người, mà cứ mình không giống ai như thế này. Cho nên là tôi đã bị điểm 1. Tôi vẫn vẽ tiếp tục kiểu như thế. Điểm 1 thứ 2 tiếp. Và 3 lần điểm 1. Rồi đến cuối cùng lần thứ 4 thì điểm 1 nữa, để cộng thêm điểm 1 về đạo đức nữa. Đấy, và tôi bị thôi học, không cho học ở trường nữa. Đấy, tôi dùng chữ thôi học đây thì không phải là bị đuổi. Bởi vì là trong cái quan hệ gia đình thì bố tôi cũng có thân thiết chơi bời với các cái ông lãnh đạo ở trong trường mỹ thuật từ hồi còn ở trên chiến khu Việt Bắc. Thì thấy một cái thằng con nó cứ vẽ theo cái học trò mà nó cứ vẽ theo cái kiểu của mình như thế này. Nó lúc nào nó cũng là nó thế này thì mệt quá. Trong khi đó thì một cái chủ nghĩa tập thể là tất cả phải giống nhau, suy nghĩ giống nhau, ăn mặc như nhau, cắt tóc giống nhau, nói năng giống nhau, khác đi thì là không được. Nó là học sinh cá biệt. Thế thì chính ông Trần Đình Thọ có mời bố tôi vào và có nói với bố tôi là nguyên văn như bố tôi nói lại là ông Trần Đình Thọ có nói với thầy là con của ông nó cơ bản thì nó học tốt nhưng sáng tác thì nó không theo cái giảng dạy của nhà trường, nó mang tinh thần chống đối, cho nên là nếu nữ cứ tiếp tục như thế này nữa thì chúng tôi sẽ phải đuổi nó thôi. Vậy thì bây giờ thì chỗ quen biết thì ông nên xin nó về để nó đi theo nghề khác. Và tôi được ra khỏi trường với một cái chứng chỉ là xin thôi học vì không có khả năng theo nghề vẽ để đi theo học nghề khác. Thế thì trong một cái cuộc sau này thì tôi với lại ông thầy của tôi là ông Huy Oánh là đều trong cái hội đồng nghệ thuật đi chấm giải thưởng mỹ thuật quốc gia. Thì hai thầy trò có một cái dịp đi chấm chung như thế trong hội đồng nghệ thuật thì lại được bố trí ngủ cùng với nhau. Thì hôm bấy giờ thì ông Huy Oánh có nói với tôi một câu như thế này, nói một cái câu chuyện như thế này, và tôi nghĩ nó liên quan tới cái vẽ gì cũng là tự họa. Thì ông có nói thật, và bây giờ mình nói thật với Thành Trương, mình là cái người dạy ở trường bao nhiêu năm theo cái giáo khoa, theo cái giáo án của nhà trường, thì đến bây giờ thì mình có thể gần đến năm mình có thể nói một câu rất thật lòng với Thành Trương là như thế này, là tất cả những học sinh nào học ở trường học mình mà theo nghe lời mình thì hỏng hết. Nguyên văn đúng là hỏng hết. Bởi vì sao? Bởi vì là đều không vẽ, không làm theo đúng cái là của mình mà lại làm một cái thứ của người khác. Vậy thì cuối cùng mình phải là mình. Cái nghệ thuật nó làm cái gì đó, nó mang cái tính cá nhân rất là cao. Vậy thì vẽ gì cũng là người khác thì chết. Cuối cùng vẽ gì cũng là tự họa, cũng là mình thì mới có thể thành công được. Tôi có một cái suy nghĩ như thế. Dạ. Đúng là có một điều thú vị là chính một sinh viên đã được rất nhiều điểm 1 và cộng lại thì vẫn được 5 điểm đấy. Đáng nhẽ là thoát nhưng mà hóa ra là 5 lần chấm mới được 5 điểm. Thì vì sao lại ngồi các hội đồng của chính Hội Mỹ thuật Việt Nam, tức là hội đồng của mỹ thuật chính thống Việt Nam, ngoài những hội đồng khác của tổ chức nước ngoài thì không biết, nhưng mà đấy là một điều rất thú vị để khẳng định cái tài năng của họa sĩ Thành Trương.
Thì đáng nhẽ buổi hôm nay đáng nhẽ là cũng kết thúc ở câu hỏi đấy rồi, nhưng bỗng dưng lại nhận được một câu hỏi nữa. Câu hỏi cuối cùng cũng rất là vui và lại đúng dành riêng cho họa sĩ Trịnh Lữ. Tên tuổi Trịnh Lữ đã được thành danh trong nhiều lĩnh vực khác nhau: nhà báo, dịch giả, truyền thông, họa sĩ. Vậy làm thế nào để cân bằng mọi thứ và làm tốt đến thế? Đa tài. Nó là cái số thôi, chả gì. Cái việc của mình là phải sống, đúng không? Phải sống được. Chứ còn lúc mới lớn lên hết lớp 10, xin vào đại học cũng không được, xin vào học mỹ thuật công nghiệp cũng không được. Họ mang hồ sơ đến, họ trả cho bố mình, họ bảo là lý lịch nhà bác là không, chúng tôi không thể nhận cháu được. Mà trong khi bố mình đang là trưởng khoa dạy trang trí nội thất ở đấy. Thế thì làm thế nào? Tại vì tôi lớn lên ở trong cái một cái giai đoạn nó như vậy. Thế thì mình, họ gọi mình đi 10+1, tức là để ra dạy trẻ con ấy, thì mình không đi. Thế thì đang rất lo lắng như thế thì ngày xưa đã được cộng rồi đấy, bây giờ công lại cộng tôi nữa. Thế thì bố tôi có dặn thế này này, bố tôi bảo là con vẽ chân dung thế, bây giờ con cứ đi học lấy cái nghề cắt tóc, sắm lên cái bộ đồ cắt tóc nó ngắn gọn này, rồi thì lấy cái xe đạp đi chu du thiên hạ, đi đến đâu mà người ta chả cho con ăn, việc gì mà phải lo những cái việc ấy, chả việc gì cả. Không vào trường càng tốt, phải cứ ra. Rồi thì cũng có người này người kia, thì bạn bè với bố từ cái thời hướng đạo, thì họ phải bảo lãnh cái lý lịch gia đình nhà mình, thì họ mới cho mình vào cái trường mỏ địa chất, là một cái khoa mỏ địa chất mà khoa xây dựng là cái chỗ cuối cùng cái năm bấy giờ nó còn cho vào tuyển sinh, nó còn nhận, bởi vì cái năm tôi ra hết phổ thông là không có thi đại học, để đề đạt nguyện vọng và xét vào các trường là theo lý lịch là chính, để vào phải chính. Thế thì cái tình cờ như thế thì mình mới lại thành ra là kỹ sư mỏ. Thế nhưng mỏ rồi ra rồi thì mình thấy rằng thì là rất là khó khăn khi mình ra mỏ, mình thấy rằng thì là nếu mình làm ở đây mình cũng nó không đúng với mình ấy, không mà nó có nhiều cái rủi ro khác nữa về vấn đề chính trị. Thế thì lúc bây giờ thì đài phát thanh họ lại cần có một cái giọng nam để vào làm phát thanh viên tiếng Anh cho cái chương trình Mỹ Vận. Thì chị tôi lúc bây giờ đang làm ở cái đoàn nhạc ở đấy thì mới bảo là em cứ thử thi vào xem nào thì mình thi thì mình người ta lại lấy ngay. Nên lấy ngay mà cũng phải 4 năm sau mới được vào biên chế. Thế thì cuộc đời tự nhiên nó lại rẽ ra một cái ngã khác. Thì lúc bây giờ tôi thành ra làm báo. Báo đài lúc bắt đầu, nhưng mà sau này được làm việc với chuyên gia ở các nước họ sang, họ giúp về tiếng Anh, thì mình mới bắt đầu tiến bộ hơn và mình mới cảm thấy rằng cái nghề báo là mình cũng rất thích. Và mình đi làm cho radio với lại cho truyền hình 14 năm cơ mà, cũng không phải là ít. Thế đấy là cái nghề nó nuôi sống mình. Thì mình nghĩ rằng đã nhận nó nuôi sống được mình ấy, là bao giờ mình cũng phải biết ơn nó. Và mình làm hết sức, mình tìm thấy hay, cái đẹp của nó để mà mình làm. Thì tự nhiên cuộc đời nó không chán nữa, nó không chán đời. Tức là căn bản là mình tìm cách để nó không chán đời thôi. Mà cách tốt nhất ấy là cứ hãy yêu cái việc mình đang làm và tìm thấy những cái hay của nó. Thế còn trong quá trình, tất cả những quá trình như thế mà học xong đại học thì tôi cũng lại bị một cái chuyện bằng cho mình. Bởi vì mình không chịu vào đoàn. Thế thì anh em ở đoàn ở trường thì nó cứ bảo là mày chỉ cần làm cái đơn thôi nha. Tôi thấy các cậu cứ họp, ngồi họp thì làm người rất khác. Các cậu ra, các cậu chơi với tớ lại thành người rất khác. Tớ không thế được đâu. Tớ không thế được thì nhớ. Thế thì nó thành ra cái chuyện nó lại khó khăn cái chuyện đấy. Cho nên lúc ra đường thì không, thì may mà có cái đài phát thanh. Họ lấy mình vào vì cái chuyện họ thiếu người quá mà mình đã đáp ứng được. Mà cái quá trình mình thì cứ nghe trộm đài Hoa Kỳ ấy mà. Cho nên là cái accent của mình nó cũng nhiễm cái accent Mỹ của cái đài Hoa Kỳ. Thì họ lại đang cần một cái thứ giọng Mỹ ở trên đài thì họ lấy mình vào. Thế thành ra là qua cái thời gian làm ở đài phát thanh ấy rồi thì
thì cái số của mình nó lại trở thành ra là hết chiến tranh rồi, thì cái mặt trận ở trên đài phát thanh nó cũng không còn thú vị mấy như cái thời đánh nhau với lại những cái lớp người trước nữa. Thì sau đấy thì mình lại xin vào làm ở trong một cái tổ chức Liên Hợp Quốc, thì họ lại giao cho mình một cái nhiệm vụ làm truyền thông. Thế là lại thành ra là một cái anh chuyên môn đi phụ trách tất cả những cái dự án truyền thông giáo dục ở Việt Nam. Thế rồi họ đưa mình sang New York để mà tu nghiệp thêm, rồi họ định lấy mình làm cán bộ quốc tế, nhưng mà dạo bây giờ thì chính phủ không cho phép đấy. Thành ra là mình ở bên đấy, nhưng mà thêm là mình lại xin được cái học bổng ở Cornell để đi học thêm về truyền thông, thì đi học cái đó. Thì tất cả những cái chuyện đấy nó cứ diễn biến, nó chả có, nó chỉ là những cái chuyện mà mình có thể sống được và mình chấp nhận mình làm. Nhưng mà mình làm cái gì thì mình cũng làm hết sức, không bao giờ mình làm với một cái thái độ là cái này nó không xứng với mình. Không, chả có cái việc gì nó nuôi sống mình mà nó lại không xứng với mình cả. Tôi nghĩ như thế. Những cái năm thất nghiệp thì tôi đã làm tượng, rồi thì làm thợ mộc, đã từng nhận những cái hợp đồng làm những cái khung tranh cổ mà giả cổ, cưa cắt rồi các thứ để mà sống. Nên là các bạn đừng nghĩ tôi là một cái người gì đấy nó nho nhã hay là nó gì lắm đâu, không phải. Các bạn biết một mà chưa biết hai. Chứ còn mình cũng phong trần lắm rồi. Những cái người cứu mình ở trong cái giới mafia hay là ở trong cái giới an ninh, thế nhưng mà người ta tiếp xúc với mình, người ta cũng chỉ nghĩ là cái thằng này nó rất thật. Thế thành ra là nhân tiện đây thì chia sẻ như thế. Và trong tất cả những cái năm ấy thì bố tôi cũng dặn một điều mà không bao giờ tôi quên được. Ngay từ cái khi mà còn đang ở trên rừng sông Kỳ Cùng cùng với trường Bách Khoa đấy, ông bảo tôi là ngày nào con cũng cứ vẽ một tí, đừng bỏ luyện tập. Thế ngày nào cũng phải vẽ, vẽ gì thì vẽ, cứ có cái bút này. Tất cả cái giấy mà mình soạn để mình mang đi học ở trên đấy là vẽ hết veo. Thế mà mình nhờ mà dở ra thì hóa ra là làm gì có nhiều đâu, vẫn cứ mang những cái tờ giấy mà mới đã vẽ một mặt rồi ở nhà, lại mang đi rồi lại mặt sau lại vẽ tiếp. Cái thời nó như thế, nhưng mà mình vẽ là với một cái thái độ là vẽ để giữ liên lạc với cái việc đấy. Chứ còn không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ thành họa sĩ rồi thì bán tranh sẽ thành cái này cả. Mình vẫn đi làm tất cả những cái việc kia mà. Thế cho nên là cuối cùng thì mãi qua bao nhiêu năm rồi thì đến cái lúc rồi đủ các nghề nghiệp khác nữa, làm cả báo ở bên New York rồi các thứ này kia. Thế nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ rằng lúc mà con cái mình nó lớn rồi mà cũng không còn có công việc gì ở xã hội nhiều lắm nữa, thì trong mấy năm vừa rồi tôi mới quay trở lại là toàn tâm toàn ý với cái việc vẽ. Chứ còn cái việc dịch thì cũng là rất tình cờ, lúc ở bên Mỹ về mình không biết là mình sống bằng cách nào, thì là có cậu nó đến nó bảo bác có dịch được cái này không, thì bảo ừ tớ xem không. Thế mà dịch rồi thì tự nhiên là được cái giải thưởng ấy. Thế là tự nhiên nó có dùm beng lại thành dịch giả. Chứ cũng không hề là nó có cái ý định gì trong những cái việc ấy cả. Thế vâng, thế quá trình thì nó là như thế. Vâng. Tuyệt vời quá. Thế còn nghề cắt tóc à? Nghề cắt tóc cuối cùng như truyền cho anh Tú. Anh Tú anh chưa môn cắt tóc cho bác sĩ Tôn Thất Tùng là vì thế. Một buổi nói chuyện rất ấm cúng và được biết rất nhiều về thân thế và sự nghiệp của kỹ sư mỏ địa chất Trịnh Lữ. Tức là ở Việt Nam mình hay lấy cái chức danh là từ khi mà tốt nghiệp đại học họ lấy cái đấy, nhưng mà thực tế thì chú Lữ thực sự bây giờ là chú muốn là được mọi người gọi chú là gì ạ? Ông Trịnh Lữ và cháu xin phép được gọi là họa sĩ Trịnh Lữ đấy, trong tất cả các văn bản chính thức. Và một nói chuyện rất vui. Và xin mời anh Tuấn ạ, đúng không ạ? Anh Nguyễn Hữu Tuấn là người bạn thân thiết của gia đình bên anh Trịnh Lữ, thì xin mời anh. Xin lỗi các bạn, tôi đặt câu hỏi này không hiểu là có ngớ ngẩn không? Các bạn, các anh, các chị có nói về làm theo ý của mình, làm theo cái con người mình, gọi là ý mình được, hãy làm cái gì của mình. Thế nhưng mà mình là gì ấn? Mình đã là mình hay ho chưa? Nếu là mình là người dở hơi thì vẽ
Vẽ theo ý mình thì vẽ thằng tranh của ông dở hơi à? Cũng không không được đâu. Do đó mà trước khi vẽ về, vẽ làm theo ý của mình cái gì, đừng có nghe ai thì đừng nghe ai. Cũng phải là mình là ai hãng, mình là gì hãng. Tôi cứ nói một cách dễ dàng. Bạn ơi, bạn vẽ theo bạn đi. Bạn chụp ảnh theo bạn đi, bạn quay phim theo bạn đi. Nhưng mà thằng kia bảo em chả ra cái gì cả, thì em chả hiểu em thế nào cả. Thì anh bảo thế thì em chả hoang mang lắm. Do đó mà thực ra mà nói, trước khi vẽ, trước khi viết, mình là cái gì hắn. Như vậy tu vẽ, tu viết là thế nào đó, chứ còn tu về mình hắn chứ. Thế thì tôi nghĩ rằng là lắc đầu hết. Tôi nói thật, tôi xem tranh anh Trịnh Lữ thì tôi thấy rằng là rất là đẹp, tôi không nói nữa. Thế nhưng mà làm theo ý của mình là tôi hỏi các bạn, đã làm theo ý của mình thì các bạn làm cái con lăn, làm cái bánh răng, làm theo ý của mình, cứ làm theo ý của mình thì bỏ mẹ, nó hỏng hết cả. Nếu mà bạn dở hơi, thế tôi hỏi thậm hơi ngô nghê là tu chửi trước, tu bình trước, hay tu vẽ trước, hay tu làm bánh răng trước, hay làm cái quạt. Trước kia mà anh yêu cái hoa mà anh lấy nó, anh có tự hỏi anh là ai không? Nghệ thuật nó là tình yêu anh ạ. Anh phải bị yêu đã, anh yêu anh khác làm. Có cái người dở hơi không, chứ còn nếu yêu, không biết thích cái gì nữa. Đấy không. Là vấn đề của anh chứ không phải là vấn đề của nghệ thuật. Không phải vấn đề của cái việc làm nghệ thuật. Đấy, thì tôi đang nói vấn đề của cá nhân đi chứ, nói về con người chứ. Tôi có nói về hội họa đâu, tôi có nói về viết sách đâu. Rất nhiều người rồi viết theo ý của mình, không đọc được, chúng ta không đọc được. Là vì cái người đó, bản thân con người đó chả có giá trị gì cả. Rất hoang mang. Đó là vấn đề rất hoang mang. Dạ vâng, xin mời họa sĩ Trịnh Tú ạ. Một cái buổi gặp gỡ mà tôi thấy rất là thú vị, rất là hay. Có khi xin phép được vài câu thôi về ông anh của mình. Tôi cũng phải làm rất nhiều nghề. Cho đến khi về hưu ở Báo Lao Động thì tôi có nhiều thời gian để vẽ. Anh em ở cùng nhà thi thoảng được ngồi uống rượu với ông anh, hoặc là thi thoảng ông anh gọi mình lên, cũng câu chuyện gì thì cũng chỉ là nghệ thuật. Có một lần tôi hơi say say, tôi có nói với ông anh tôi rằng sao bác vẽ mãi mà bác không thay đổi, mà nói bằng cách rất là nhiệt tình và rất là đinh ninh là mình đúng. Chị bác Trịnh Lữ, bác chỉ nói một câu: Tao vẽ, tao thấy hạnh phúc. Cậu vẽ theo kiểu cậu, chắc là cậu cũng phải có hạnh phúc, cậu mới vẽ theo kiểu cậu. Có lẽ đấy là một bài học vô cùng lớn, khi về già tôi mới được nghe, là hãy vẽ bằng chính cái tình yêu của chính mình. Và cuối cùng thì vẽ gì cũng là tự họa. Tôi rất phục cái chữ này của ông anh rồi. Chữ nó thấu tóm toàn bộ cái quan niệm của mình, cái thái độ sống của mình. Xin hết. Xin cảm ơn họa sĩ Trịnh Tú. Vậy thì thời gian rồi cũng đã hết rồi. Và tôi cũng sẽ thay mặt các họa sĩ là cảm ơn nhà tổ chức
Ví dụ như là Mega Plus là in cuốn sách và The Muse là tổ chức triển lãm tranh cho họa sĩ Trịnh Lữ, đồng thời là tổ chức cái buổi tọa đàm này. Và bản thân tôi xin rất là cảm ơn các bậc cha chú, cảm ơn chú Trịnh Lữ đã trải lòng và cho cháu được rất nhiều điều đáng quý. Cảm ơn họa sĩ Thành Trương đã cho em rất là nhiều điều bổ ích cả về quá trình của anh cũng như là cái tính cách của anh trong hội họa. Và cảm ơn nhà Đức Khắc Đào Châu Hải với những cái đóng góp của anh rất hay về lịch sử mỹ thuật. Sau đây thì tôi không biết làm gì nữa. Dạ, ngay sau đây ạ thì Omega Plus sẽ có một món quà nho, một số món quà nho nhỏ cho các khách mời và họa sĩ Trịnh Lữ. Thì xin mời tất cả mọi người mình thể đứng lên ở phía trước được không ạ? Chúng ta sẽ nhận món quà đến từ Omega Plus ạ. Sẽ là những xin được trân trọng kính mời các cô chú các anh chị ở phía dưới nếu muốn chụp ảnh với các diễn giả, các khách mời chúng ta có thể di chuyển lên sân khấu ạ.